vậy? Đang tập ngon trớn sao lại tắt cái tiếng kèn đi, thổi tiếp cho em tập đi anh. Thôi thổi hết nổi rồi. Đang thổi nhớ tôi phải trả tiền bill hết thổi nổi rồi. Bill cái gì mà bill không biết nè. Bill cái gì? Tháng nào cũng nguyên cọc bill gì nè. Nào là tiền nhà 750, tiền xe 350, thẻ mê xì 700, thẻ nói sum 450, Victoria Secret. Rồi em làm gì em mua đồ ngủ tới 4.500 lần. Ờ hay, cái này là giữ hạnh phúc gia đình. Trời ơi, một tối em thay 7 màu khác nhau anh không happy à? Anh xin lỗi em nha. Cái gì? Anh cài đầu tắt mặt tối trả bill cho em rồi. Bây giờ anh thấy có một màu à. Màu gì? Màu đen ám đạm. Trời ơi, anh ơi, anh khổ quá à. Em nói cho anh nghe nè, suốt ngày anh cứ tiền không à. Năm 2000 tới rồi, tiền bạc nó là phù du. Gì? Tiền bạc là phù du hả? Ừ. Mà không có tiền là phù mỏ á. Bởi thế cho anh là suốt ngày cứ tiền không à. Anh như là thuộc cái loại như là sống nghèo mà chết giàu. Còn em nè, sống giàu mà chết nghèo à. Trời, là sao không hiểu gì vậy? Chứ đây này, anh sống nha, không dám ăn nha, không dám mặc nha, không dám xài gì hết nha. Rồi chết để em đóng tiền, ai xài? Còn em, có tiền xài, không tiền cà thẻ. Thích cầu xoàn cà thẻ, thích shopping cà thẻ, thích xe cà thẻ. Nợ ngập đầu chết xù. Hay quá ha, hay quá ha. Ờ. Trời ơi, năm 2000 tới rồi, người ta đồn tận thế tới nơi á. Phải enjoy cuộc sống, ok? Ờ, enjoy cuộc sống. Tận thế đâu không thấy, thấy tận mạng á. Ơi. Đó, chủ nhà tới kìa. Bỏ mấy người tính tận số, tận thế chết thì phải trả tiền nhà cho tôi hay sao vậy? Tức cười quá à, đáng lẽ tôi đi chùa đó mà tôi nhớ còn thiếu tiền nhà, tôi tức quá tôi lại tôi chửi mắt tôi mới đi nè. Cái kiếp gì vậy đó, nhà có hai vợ chồng mà xài chi cả trăm mấy bóng đèn dữ vậy, mà đóng phim hả? Trời đất ơi, tắm cũng vậy nữa, thất nghiệp mà tắm chi tuần tới hai lần dữ vậy. Tôi nói rồi, tôi lại mấy người, tôi năn nỉ mấy người rồi, ráng đi hai vợ chồng, ráng sáng ăn cái gì một lượt đi, nó đau bụng một lượt, đi cầu một lượt, giật nước một lượt luôn. Trời ơi, cho nó đỡ tốn tôi chứ. Tôi nằm ở trên lầu á, mỗi lần tôi nghe tiếng nước giật á, tim ta đau nhói. Vậy mà mấy người đâu có biết đâu. À, bà chủ. Cái gì? Tôi đề nghị bà chủ này nha. Cái gì? Bớt nói là đi, đỡ tốn lắm. Tốn gì? Tốn nước miếng. Đừng có giỡn mặt cái tao như mày. Có sao nói vậy người ơi. À, xin chào. Ai đây? Cái kia? Giảng đạo à, thôi đi dùm đi. Không. Cái tướng này là tướng bán bảo hiểm nè. Bảo hiểm cái gì? Bán hòm thì có. Dạ thưa bà. Gì đây? Cái gì vậy? Ừ? Nè, cái gì vậy? Tôi xin được tự giới thiệu, tôi là luật sư Trần Trường Trị. Trời, cái tên gì mà nghe trẹo bắn hỏng cái gì? Trần Trường Trị. Trời. Luật sư nghe cái tên giống như là xã hội đen vậy. Hân hạnh được chào luật sư Trần Trường Trị. Hân hạnh biết không? Dòng họ ba đời của Trần Trắng, Trần Trần Cháu Trở và Trần Trồn Trột. Tôi không đùa với ông nhé. Dạ không dám. Thưa bà cho tôi hỏi, bà có phải là bà Nguyễn Thị Mai sinh tại Hồ Nai không? Vâng, tôi là Nguyễn Thị Mai đây. Nhưng mà thưa với ông, nhà tôi nó đang có sao quả tạ nó chiếu đây này. Tôi không có mua bán gì đâu mà ông đi cho. Không, tôi không buôn bán gì cả. Tôi là luật sư Trần Trường Trị, đại diện cho thân chủ của tôi là Hoàng Phi Hùng. Hàng xóm của bà mới chết cách đây một tuần. Tưởng ai cái thằng cha Hoàng Phi Hùng à? Trời ơi, du côn du đáng, cái xóm này đâu có ai ưa đâu. Ôi giời, tưởng ai chết thì kệ đấy chứ. Cái gì đâu mà mặt thì rất là du đáng nhá, tóc thì đen nhá, chân mày thì rậm nhá, râu ria xồm xòa nhá. Suốt ngày có một cái bộ vest xám với sắc Samsonite, trời ơi, nó vô duyên lắm. Tôi giống ông này quá vậy. Không có, người giống người, người giống người. Bà chủ biết không? Tưởng ai xa lạ. Ai mà nhắc cái tên Hoàng Phi Hùng ai cũng ghét hết đó. Đúng. Cái thằng ấy lưu manh nhất cái vùng này. Đấy. Nó làm giàu được là buôn bán xì ke. Đúng. Đâm thuê chém mướn. Ừ. Nhưng mà xui cho nó, vừa rồi nó chết biết sao chết mà chủ. Sao? Đi nhậu sai xỉn về. Sao? Đi ngang cái dũng sình á. Ừ. Té xuống chết đuối chết. Trời ơi, vậy tôi nói cái tứ quậy đi năm châu bốn bể là tứ hải tung hoành không chết. Mà sụp lỗ chân trâu chết. Tôi nói nghe cái tên thằng cha đó chết là ai cũng mừng hết trơn á. Dạ. Đấy. Thưa bà,
một lần nữa xin bà xác nhận lại bà có phải là bà Nguyễn Thị Mai sanh tại hôm nay không? Thưa ông, tôi xin xác nhận tên Việt Nam của tôi là Nguyễn Thị Mai, tên Mỹ là Maureen Monroe Lela Nguyễn, ok? Tôi ở cái xóm này lâu lắm rồi nha, mà tôi chưa có thấy ai là luật sư Trần Đình Trị hết. Chắc ở đâu mới tới hả? Dạ vâng, tôi mới ở tù ra. Mắc cười quá à. Luật sư mà ở tù. Tội gì vậy? Thì có gì đâu, hồi đó tôi cũng đi ở nhà thuê nhà mướn đó bà. Thiếu tiền nhà 1-2 tháng, con mẹ chủ nhà nó tới nó đòi phiền quá, giận quá bà chủ. Đạp cho nó đạp chết luôn. Giết người đó. Bình thường bà ngon lắm vậy, sao hôm nay tự nhiên cà lắm vậy? Tự nhiên tao sợ mày. Sợ đi qua đi. Không, mày qua bển đi. Mà gì vậy? Mà giết người mà sao thả sớm vậy cha? Là vì hạnh kiểm tốt. Nhưng mà thôi dẹp cái chuyện đó qua một bên đi. Lần cuối cùng xin bà xác nhận lại bà có phải là bà Nguyễn Thị Mai sanh tại hôm nay không? Tôi điên bây giờ đấy, ông có muốn quay trial và license của tôi không? Nếu có thể. Nè, tôi xin lỗi luật sư nha. Nãy giờ luật sư vô, luật sư nói dài dòng hỏi tên hỏi tuổi người ta. Bây giờ còn coi đôi coi trai phải lại xanh nữa. Bây giờ muốn cái gì nói thẳng lên. Nếu đúng thì tôi xin được long trọng thông báo cho bà một tin rất là quan trọng. Rồi. Tôi là luật sư Trần Trừng Trị. Giới thiệu 4 lần rồi ông. Nói tiếp. Luật sư Trần Trừng Trị là tôi. Trời ơi. Còn lại ba. Vô vấn đề nói. Tôi đại diện cho thân chủ của tôi là Hoàng Phi Hùng trước khi chết có viết di chúc. Rồi, viết cho ai mặc kệ, nói tiếp. Để lại gia tài. Gia tài cho ai kệ bà đó đi. Rồi. Để lại gia tài cho bà Nguyễn Thị Mai. Rồi, bà Nguyễn Thị. Vô anh em. Gia tài. Sao hai đứa mày á khẩu hết trơn vậy? Trời đất ơi, Hoàng Phi Hùng mất. Nó đâm thuê chém mớ, nó buôn lậu, nó giàu lắm. Nó để ra tài coi như mình giàu rồi. Trời ơi, bất chiến tự nhiên thành mình hên quá anh ơi. Hên gì hên em. Cái gì? Tại vì mình ở hiền gặp lành. Đúng rồi. Ở ác như mẹ này á. Trời ơi, hên quá. Trời, Hoàng Phi Hùng chết mình hên quá. Bây giờ sao nữa? Hên quá. Sao tự nhiên cười vô duyên vậy? Cười đâu mà cười, tao đang cảm động muốn chết đi nè. Khóc đi. Ôi trời ơi, anh Hoàng Phi Hùng ơi, ôi trời ơi, sao mà anh bỏ Dương ra nó đi sớm thế? Ôi trời ơi. Thôi vậy em nói với bà chủ nghe, Hoàng Phi Hùng coi vậy chứ dễ thương lắm. Trời ơi, sao trời hại kẻ gian vậy trời. Bởi vậy người Mỹ mới có câu. Câu gì? Good people die young. Là chết yếu đó. Dạ. Bởi thế cho nên hoa thơm bề trên cho người ít quá. Ôi anh Hoàng Phi Hùng ơi. Bây giờ em thương anh quá anh Hoàng Phi Hùng ơi. Dạ, rước luật sư vào buồng. Gì? Bà ngồi. Cảm ơn bà. Úi giời ơi, luật sư ơi, luật sư ngồi đúng cái ghế mà Hoàng Phi Hùng tối vẫn thường về ngồi đây. À? Xin em gói mình gói mà. Trời ơi, sao mà giống Hoàng Phi Hùng quá. Trời ơi, em nhớ anh Hoàng Phi Hùng quá. Anh Hùng ơi là anh Hùng. Hùng, em gọi tên anh trong 1000 thương nhớ. Hoàng Phi Hùng gì Hùng trời. Em. Cái gì? Tên ta tên Hoàng Phi Hùng mà Hùng mà. Biết rồi nhưng bỏ dấu cho nó vào nhạc. Trời ơi, không biết gì hết à. Ôi trời, anh Hoàng Phi Hùng ơi, em lại anh rời ba hồn anh. Tôi là Trần Trừng Trị, còn bà muốn lại Hoàng Phi Hùng qua nhà bên kia. Chết, xin lỗi, dạ mời luật sư ngồi. Bởi vì sao? Mặt luật sư với mặt Hoàng Phi Hùng nó dù đáng giống nhau lộn mãi. Vâng, mời ngồi. Anh, có khách quý, có nước ngọt, mời luật sư. Trời đất ơi, mấy ngày nay nước lạnh không có uống nước ngọt. Dạ. Nhà chị nước ngọt thiếu gì. Để chị lên chị lấy cho hai em mời khách nha. Không, cảm ơn bà chủ, không dám làm phiền bà chủ đâu. Trời ơi, chị thương hai đứa không hết có đâu mà phiền. Dạ. Chị với em mà tình nghĩa là chính phải không? Tiền bạc là phụ thôi. Mấy tháng tiền nhà là chuyện nhỏ. Thí dụ như lãnh cái đó có trả cho chị cũng được. Dạ. Mà không có
cũng tìm cách sao trả cho tao nha mày. Chị nói chơi, chị nói chơi. Hai đứa ăn cơm chưa? Dạ chưa, dạ chưa. Chị cũng chưa. Mai mốt mà lãnh cái tiền đó xong rồi đó, chiều nay nè. Dạ. Chị cho phép hai đứa mời chị đi ăn nhà hàng đó. Hai đứa chịu không? Chị chịu. Chị nói chơi. Thôi chị lên trển nha. Ý mà quên nữa. Nè, bây giờ đèn có xài thoải mái đi cưng. Tắm đi, tắm ngày 20-30 lần, đi cầu đi. Đi cầu nhiều nhiều vô. Đi đi cưng. Đúng là người đàn bà vô duyên nhất của thế kỷ 20. Trở mặt như trở bánh tráng nha. Thấy người ta có tiền cái nịnh nè, tự nhiên biểu ngày tắm 20-30 lần, trút nước cho bà chết hả? Rồi lại bảo là đi toilet một ngày 40 lần. Chù người ta tào tháo rượt là tiền ai xài chứ. Bẩn không ạ? Bà Mai nè. Dạ à. Trước khi tôi đọc cái tờ di chúc này đó. Dạ ạ. Bà có cái bộ đồ nào mặc vào cho nó nghiêm trang không? Để tỏ lòng kính nhớ đến ông hàng xóm của bà vừa tiêu dương nên mình cực lạc không? Dạ có chứ ạ. Quên nữa, em cần có phải phải tắm cho nó tinh khiết không thưa luật sư? Thế tuần rồi bà tắm chưa? Dạ chưa. Thế nếu chưa thì nay khỏi. Dạ vâng, cảm ơn luật sư. Dạ. Vậy em có cần thay đồ cho nó lịch sự không? Anh á hả? Dạ. Anh thấy salon được. Dạ, đi đâu đó? Dạ em đi thay salon. Nó chơi thôi mà, ngồi đi. Dạ. Ngồi. Nhà ta làm dữ gì cha. Luật sư. Luật sư. Mặt luật sư coi ngầu ngầu dữ ha. Không có. Luật sư coi trẻ chứ già quá ha. Không. Già nhưng mà được cái đen. Chắc ý không ý em nói là chắc hồi nhỏ má luật sư có bầu luật sư á, chắc uống cà phê đen nhiều lắm phải không? Không, ý em muốn nói là nếu mà em quen má luật sư sớm á, lúc má luật sư có bầu luật sư á, em nói má luật sư uống sữa đậu nành cháo trắng. Ủa, bọn em nói chuyện vô duyên lắm phải luật sư? Không, anh nói chuyện có duyên lắm chứ. Trời đất ơi, luật sư quá thông minh. Vậy mà em nói chuyện với ai một hồi người ta cũng đuổi em đó nè. Đây. Tôi đi không đánh. Đó, đúng là người có văn hóa high class mà. Quá tốt, lời khen luật sư. Tôi không đánh, tôi chém thôi. Nước ngọt đây, dạ mời luật sư. Luật sư, hồi đó đó Hoàng Phi Hùng hồi còn sống đó, cái lâu lâu cái đi chơi về cái bị trúng gió, cái hay mời em cạo gió lắm. Thế à? Không biết Hoàng Phi Hùng chết đó, có để gì về lợi cho em không hả luật sư? Có. Dạ gì luật sư? Cái búa. Nè Trung, ăn đi cưng, uống đi cưng, uống thoải mái đi cưng. Trời ơi. Chị Lan. Cái gì? Sao nó chị gan quá vậy? Gì gan? Chắc có lẽ thị sĩ mà chị dám mời em ăn hả? Nữa em nói chuyện này, trời ơi, tao nói chuyện tiền bạc tao giận thiệt à Trung à. Cái này là chị thương lắm, chị thương em hết mình luôn vậy đó. Ăn hết đống này đi, còn nhiều đống khác là chảnh lắm. Chắc có lẽ mà đống này đống nọ. Anh chứ sao? Thôi chị ơi. Dạ chị thương em quá. Chị thương em không? Thương quá trời quá đất luôn. Mà không có tiền chị thương không? Em xem làm giống hắc y giáo chủ vậy. Phim kinh dị. Bà Mai này. Dạ ạ. Cái bộ đồ này nó đâu có hợp với cái cảnh tiễn đưa người về miền cực lạc. Cái này ném về là đưa về miền hoan lạc rồi. Dạ sao ạ? Cái này là không có hợp với cái cảnh đưa người về miền cực lạc. Thì em biết rồi, bây giờ luật sư tiếp đi luật sư. Thôi bây giờ như thế này. Dạ. Tôi đề mọi nghị mọi người yên lặng để cho tôi đọc tờ di chúc này. Yeah. Dạ. Dạ dạ, mời luật sư ngồi ạ. À, trời nóng quá. Xin anh yên lặng nhé. Tôi tên Hoàng Phi Hùng, viết di chúc này trước mặt luật sư Trần Trường Trị. Một luật sư đẹp trai và duyên dáng.
văn phòng có bãi đậu xe rộng rãi. Free coffee và donut. Văn phòng mở cửa 7 tuần một ngày. Hả? 7 tuần một ngày? Là không, không, không. 7 ngày một tuần. Trời đất ơi, luật sư gì mà đọc chữ không chạy nữa trời. Tại... Bà kéo cái mini chip xuống đi xíu nữa. Trăng quá thế này thì chữ nghĩa nó cứ lộn lên lộn xuống là đọc không được nha. Tại vì luật sư không biết đó thôi chứ còn... Cái chỗ này nó quan trọng lắm đấy. Nó đưa người ta về miền cực lạc đấy. Nhưng mà cực lạc thú. Thôi được. Tờ di chúc như sau. Thứ nhất, cha tôi ông Hoàng Phi Hành, người đã có công sinh thành dưỡng dục, tận tụy hy sinh một đời nuôi tôi khôn lớn. Tôi để lại 200 đồng và một chiếc xe đạp cũ. Thứ hai, sư phụ của tôi ông Hoàng Phi Lộ, người đã có công dạy tôi nghề mở các ổ khóa mà không cần chìa. Tôi để lại 500 đồng và một cái tivi Sony 53 inch hư. Nếu ông còn làm thêm một lần nữa tôi sẽ thưa ông đó. Làm gì thưa ông ta? Tôi thưa ông vì cái tội làm phiền giấc ngủ ngàn thu của thân chủ thôi. Bỏ kè đi. Cái thằng quý này. Cái chém này bây giờ đó. Thằng này nó hay chém đâu mà biết hả? Thứ ba, cô Nguyễn Thị Mai. Người hàng xóm dễ thương của tôi. Tôi để lại 500... 500 đồng hả? 500... Tưởng nhiều chứ. Làm nãy giờ. Trời ơi. 500 ngàn đô la tiền mặt. Ủa? 500 ngàn? Ta say trời đất cũng say. Say... Ê! Em. Cái gì anh? Uống rượu nào mà say vậy? Không. Em say men tiền anh ơi. Trời ơi, tiền nó dễ say lắm. Trời ơi. Luật sư. Nè. Nhưng mà đây là tôi chưa tính cái tiền luật sư phí nhé. Bà cứ trừ đi 30 ngàn là vừa. Chuyện nhỏ. Luật sư. Nhớ trừ giùm em 3 tháng tiền nhà nữa nha luật sư. Bà đừng có ngắt lời tôi nhé. Dạ. Đâu rồi, đọc tiếp đến đâu rồi? Dạ tới cái đùi em ạ. À để. Dạ. Thứ tư, tôi cũng để lại một chiếc xe Lexus mang bảng số 9 nút cho cô Nguyễn Thị Mai. Yeah! Anh ơi, anh đừng có xe nó lộ lắm anh ơi. Ông sầu đây anh ơi, trời ơi. Anh Hoàng Phi Hùng ơi là anh Hoàng Phi Hùng. Sao mà anh bỏ Dương ra đi sớm thế? Lá già còn ở nơi đây mà lá non rụng xuống rời ấy răng rời. Mà luật sư ơi, cái Lexus đời năm nào vậy luật sư? Đời mới nhất, 2000. Yeah! Buồn quá. Ôi anh Hoàng Phi Hùng ơi, nhà cao cửa rộng anh không ở, xe hơi mới anh không chạy, anh ra ngoài đồng anh ngủ với run. Trời, giống ái dân quá vậy. Trời ơi, cái này mà ái dân cái gì, ái già chứ ái dân. Luật sư, thế 500 ngàn tiền mặt có phải khai thuế không luật sư? Không thuế mẹ chứ. Ôi trời ơi, sao em cảm động quá anh Hoàng Phi Hùng ơi. 500 ngàn tiền mặt mà không thuế má mẹ gì thì cái mã tổ nhà em nó tán làm rồng rồi. Trời ơi, em vui quá. Ê, nhưng mà luật sư ơi, luật sư, còn nghe nói cái bảo hiểm nhân thọ chịu bạn nó cho con chết tiệt nào thưa luật sư, nó cho con nào. Ê, cái gì vậy? Bà tham lam quá à, được rồi, đủ rồi. Dạ, em xin đại diện nhà của em cảm ơn luật sư nhiều. Cái gì chút này của vợ anh chứ mắc mớ gì anh mà cảm ơn. Không, của chồng công vợ. Dạ, của chồng công vợ. Yeah. Thôi bà Mai, bây giờ như thế này nhé. Dạ. Bây giờ tôi về văn phòng. Dạ, dạ. Tí nữa bà ra bà gặp tôi. Dạ. Lãnh chết cái lái xe về luôn nhé. Dạ. Thôi xin chào. Dạ. Dạ. Xin chào, xin chào. Xin chào. Thấy chưa? Tao nói tụi bay thấy chưa? Cái nhà này nó hên, dễ sợ lắm á. Nhà hướng nam không làm cũng sướng mà. Thôi đi bà nội ơi. Mới dọn vô nhà này mà nói nhà hướng Tây mà. Thì nhà hướng Tây không cài cũng có vậy. Vậy hả? Rồi sao thấy không? Mấy em thấy
thấy không, cái nhà này nè em nhớ vợ chồng Thu không? Ở Việt Nam mới qua nghèo gần chết vậy đó, cái ở đây có 2 tháng cái dọn ra riêng mua nhà lớn. Ủa? Sao ngộ vậy trời ơi, tao nói thất nghiệp đâu có làm gì, cái lái xe đi chơi trời đất ơi nó hên quá trời, nó bị đụng xe. Đụng xe mà hên chị, trời ơi còn hên hơn nữa, thằng chồng nó chết tươi vậy đó. Trời ơi, nó lãnh bảo hiểm cả triệu đô ra mua nhà lớn xài thoải mái, em thấy không, tao nói cái nhà này hên vô là chết, vô là chết vậy đó. Nè, nói cho em nghe, cái bàn tay của em hả là bàn tay sướng phú quý, ngồi mát mà ăn bát mì đó kinh. Chị nói cái gì kỳ vậy chị, em mà bây giờ là đi ăn mì à, em bây giờ là phải sơn hào hải vị chứ lị. Anh đón cho em chiếc taxi để cho em đi shopping, em mua bộ đồ Gucci, em mặc cho nó lịch sự, rồi em ra văn phòng luật sư, em lãnh sách, rồi em lái lấy xịt về. Có phải vậy không hả anh? À phải. Sao vậy? Em em bị trúng gió hả? Có trúng cái gì đâu. Sao mà như... Trời anh ơi, trong tay nửa triệu bạc rồi, phải đổi cuộc sống chứ, đổi lời ăn tiếng nói cho nó sang chứ là ê. Có phải vậy không hả chị? Hả chị? Phải rồi. Em em nè. Em khỏi đón taxi làm chi. Bây giờ để chị làm tài xế cho em cũng được. Ôi, bây giờ em cứ sai chị thoải mái đi. Ôi, chị sẽ làm tôi mọi cho em. Thôi mình đi chị nha. Đi kinh. Đi cho nó sang này. Ê, cô chừng thế, mãi cô chừng thế. Sao vậy? Mà là có tiền rồi ở cái phòng cũ này nó cứ bắt té thế đi. Chờ anh Hoàng Phi Hùng của em buồn quá. Ủa ngộ vậy. Ngộ quá ha. Con người ta có tiền cái đổi giọng cho nó xoan. Mình thì không đâu. Người ta đổi giọng mình đổi đời. Có tiền rồi hả? Massage nè, 1-900 sung sướng nè. Yes, sống trên đời này người giàu sang sướng hơi người nghèo khó. Trời đã ban cho luật sư. Xin chào luật sư. Luật sư quay lại nữa à? Bà Mai có nhà không? Dạ nhà tôi đi vắng rồi. Bệnh hả? Dạ không, có tiền đổi giọng cho nó xoan. À, ông làm ơn cho tôi gửi lá thơ của Hoàng Phi Hùng gửi cho bà Mai nhé. Dạ. À, cảm ơn. Dạ. Cảm ơn. Cho thôi khỏi. Ôi, mới đây đổi đời hay đổi hẹ đi trời. 500 ngàn kia của vợ mình, cái này dám bảo hiểm nhân thọ lắm ạ. Trời ơi, thương Hoàng Phi Hùng quá. Cái gì đây? Em Mai yêu quý của anh. Cái gì vậy? Anh xin lỗi em vì anh chết mà không báo em biết trước. Ngộ rồi nha. Nhưng mà anh viết sẵn lá thư này để khi anh an nghỉ dưới lòng đất thì em càng hiểu anh hơn. Anh còn nhớ ngày đầu tiên gặp em tại quán Tiết Canh Dịch. Đôi mắt em long lanh nhìn anh với đôi môi đỏ ửng màu tiết canh. Chả diễn tả vợ mình giống ác quỷ Dracula vậy. Anh đã yêu em từ đó. Chúng mình đã... Cái gì? Gì đây? Chúng mình đã ngủ một đêm tại khách sạn Hilton rồi chia tay vĩnh viễn. Anh còn nhớ một câu thơ: nếu có xa nhau mãi mãi, xin một lần mãi mãi xa nhau. Làm thơ gì què vốn như trời. Anh thương em vô cùng. Em tuy già mà trẻ. Trời ơi, tuy em có duyên. Vợ mình dám khen có duyên. Cái kỳ vậy. Trời đất ơi. Bà cười không hiểu gì sao bà cười, tại vì bà điên. Gì vậy? Bây giờ tôi biết hết rồi, tôi không ngờ bà phản bội tôi nha. Cái gì phản bội? Tôi biết tại sao Hoàng Phi Hùng để lại gia tài cho bà rồi. I don't know. You don't know, nhưng mà tôi know. Bà có biết tại sao không? Tại vì bà đã ngủ một đêm với Hoàng Phi Hùng tại khách sạn Hilton. Ừ. Cái gì?
ngủ một đêm với Hoàng Phi Hùng. Ờ. Có không Mai? Ngủ một đêm với Hoàng Phi Hùng. Có không? Sao em không kêu chị với sướng quá vậy? Bây giờ bà còn chối nữa phải không? Cái gì chối? Ông có điên không? Sao? Trời ơi, tôi mà ngủ với Hoàng Phi Hùng một đêm á, đời nào nó cho tôi lắm tiền như vậy. Ông biết tôi quá rồi mà. Biết cái gì? Bây giờ còn chối rõ ràng, ghi rõ ràng nè. Giờ tôi phải đi kiếm ông luật sư mới được. Tôi nói tôi không muốn ngủ mà. Đây nè, luật sư, đưa đây. Nè, đưa lẹ đi. Nè, rõ ràng bây giờ luật sư nói đi. Bạn có ngủ không? Bạn chứng rõ ràng nè. Bạn có ngủ không? Nói đi. Bình tĩnh. Chuyện đâu còn có đó. Chuyện đâu còn có đó. Xin ông bà bình tĩnh bây giờ nè. Từng người nói một tôi mới nghe được. Biết rồi nhưng mà tôi bảo là tôi thôi, không ngủ. Thôi xin bà nhé. Thôi bây giờ nè, ai già bà xấu nói trước đi. Tôi. Ủa. Bà khỏi rồi đó. Thôi bây giờ cái chuyện nó như thế này. Tôi xin xác nhận cho ông biết. Bà này không có ngủ với ông Hoàng Phi Hùng. Thấy chưa, anh thấy ông em trung thủy mà lại. Cũng giống như ông này cũng không có ngủ với Hoàng Phi Hùng. Bà Mai cái tấm chết rồi sáng đưa bà còn. Đây này còn y nguyên đây này luật sư. Dạ đấy. Em bảo em trung thủy với chồng em lắm cơ mà. Đây cái xe, cái chìa khóa xe. Đây còn đây đấy. Vâng còn hết đấy. Mai ơi. Dạ luật sư gọi gì ạ? Mai ơi. Mai ơi vào đây em. Ai vậy? Gì đây? Vào đây em. Đây mới là bà Nguyễn Thị Mai sanh tại hố Nai. Còn bà sanh ở hố bò mà sao bà xạo quá. Ủa, này Nguyễn Thị Mai hố Nai hả? Này hố bôm chứ hố Nai. Luật sư ơi, em nói luật sư nghe nè. Nai với bò gì làm khô dân nhậu, nó nhậu y chang như nhau. Không có khác gì cả luật sư. Tôi làm việc theo di chúc nhé. Bà nhìn thế này, em ra đây em. Như thế này mới xứng đáng hưởng gia tài chứ. Em quay một vòng đi. Đã, thấy chưa? Trời ơi, còn cái tướng bà kìa. Nói thật cho bà biết, tôi mà có chết tôi cũng chẳng để lại gia tài cho bà. Kinh nghiệm. Kinh nghiệm gì tôi không biết nhé, tôi làm việc theo giấy tờ. Dạ. Chào, thôi mình đi hưởng em. Gì kỳ vậy? Trời ơi. Trời. Vậy là tôi phải chạy lên cái xe mạc xe đi đợi 76 lại hả trời? Tôi tưởng giàu tới cho ăn nghèo lấy lợi, nghèo mà ha. Cỡ mặt trời bánh tráng vậy nè. Không sao còn cục nữa. Nãy hên mới giấu. Đưa đây. Vậy? Ôi giời, anh Hoàng Phi Hùng là anh Hoàng Phi Hùng, sao anh không chịu ngủ với em một đêm? Vậy? Trời đất ơi, mình mắc nợ người ta nhiều quá con. Hồi ba mày đó,
trời đất ơi, bệnh năm này qua năm nọ, tao bán nhà, bán cửa, bán ruộng, bán giường, bán hết trơn. Thế điều tao muốn bán tao luôn, không ai mua. Thành ra tao mới khai bán rắp xì. Khai bán rắp xì chi không chị, mượn nợ nhì. Nợ nhì là xe cần lôn hả? Ừ. Mượn luôn rồi con. Trời đất ơi. Bây giờ tao nghĩ tao giận ba mày ghê nha. Sao giận ổng? Bệnh thì 2-3 ngày chết đi. Bệnh chi mà cái năm này qua năm nọ, rốt cuộc cũng chết nè. Trời đất ơi, nó thiệt. Tao mượn tiền đầu trên xóm dưới đâu ai cho tao mượn đâu. Chỉ có mẹ hội đồng mẹ ngu mới cho tao mượn thôi. Trời đất ơi, thở rồi này. Tao cho mượn tiền này còn chê người ta ngu. Má kỳ quá hà. Sao kỳ? Không tức sao? Nhà băng cho có 12 chấm mà. Bả tới 24 chấm lận. Buộc đầu cắn ra tao thương ba mày, tao mới mượn. Trời ơi, thương ba cái gì cũng nói má nghe nè. Má thương ba một thôi, còn má thương má chín. Mượn tiền bao nhiêu về cho ba ăn chút chút chút. Còn như má ăn hết nó mặc ụ vậy nè, ba này chết queo. Bởi vậy nói rằng ta cười cho. Tao phải mập tao mới có sức tao nuôi ba mày chứ. Trời đất ơi. Thì tao ốm nhôm cho mày rồi ai lo cho ba mày? Rồi lúc buồn ông cũng chết thấy không? Để nợ để đần lại cho con cái, cho vợ con nó gánh. Trời đất ơi, món nợ này nghe con, trả cái đời con, đời cháu mày á cũng không hết nữa. Vậy là tiêu con rồi. Giờ chỉ còn có cách duy nhất á. Cách gì má? Là con bằng lòng lấy cậu Hai Niệm á, con trai bà hội đồng, mới mong trừ được món nợ đó con. Trời đất ơi, má. Trời ơi, sao má ép con gì kỳ cục vậy má? Trời ơi, cậu Hai Niệm á ghê lắm. Nè, con nói má nghe, bữa hổm á, cậu lên coi hát trên đình á, đang chỗ hay thật hay vậy nghe, đang chỗ khóc quá trời khóc nha, tự nhiên cái ổng phát ổng cười sặc lên kìa, cái ổng cởi hết quần áo ra, ổng chạy cứ tửng gì nè. Vậy mày lời rồi, mày muốn gì nữa? Lời gì đâu, lời trả nó chút xíu gì, mà lời cái gì, cái chạy cái nhào cho con nè, kề vô cái đi, Diệp ơi Diệp, anh thương em thấy nghe. Ôi ghê cái mồ à. Thôi con thương má đi con. Ôi con nói má nghe, má mà ép con lấy trai Niệm mà con điên, con mà nổi điên lên đây nè. Thí dụ vậy nghe. Ừ. Hai Niệm đây nghe. Ừ. Con nổi điên nghe. Ừ. Đây nghe. Ừ. Trời ơi, con thấy chưa? Trời đất ơi, mấy cái nhỏ xíu vậy nè, mày lấy kéo mày cắt được rồi. Mày kẹt chặt ngọt xớt thì ớn quá trời đi. Nhưng mà má. Vậy? Con nói má nghe nè má. Má hoài rồi, ngốc quá đi. Má gả chồng sớm cho con chi vậy? Để lời ru thêm buồn. Sớm gì? Hồi tao bằng mày tao đã có ba mày rồi. Chị nhớ là tao còn rủng mình á. Lạnh lẽo gì đâu má, ớn lạnh vậy. Phải, tao nhớ tao ba mày. Trời ơi, coi mặt má phê đó. Chiều chiều á, tao ra sau hè tao tắm heo. Cái ba mày đi ngang. Gì ba mày biết không? Cái ba mày ngâm. Chúc xinh, chúc mập đầu đình. Em xinh, em đứng dưới xinh, em cũng xinh. Hồi đó tao đâu có như giờ vậy. Bởi vậy ba ngâm chúc xinh là hồi đó, chứ giờ chắc ba ngâm cây cổ thụ quá má ơi. Nhưng mà má. Gì? Con nói má nghe nè. Sao? Nhà có hai má con mình nè. Ừ. Trời mưa bong bóng bập bồng. Ừ. Con đi lấy chồng mà ở với ai? Con đừng có lo chuyện đó. Con đi rồi má cũng kiếm được kém nào cho đỡ buồn. Đâu có buồn tao ở mình vậy. Trời ơi, tôi tưởng sao. Sao? Nhưng mà má. Vậy con nói trước đặng má tính với người ta nghe. Sao? Con thề cuộc đời con á, con không bao giờ con lấy hậu hay hiểm đâu á. Vậy là mày mê nó quá rồi chứ còn gì nữa. Bắt chước nói ngọng rồi là mày thương nó quá rồi. Thương gì? Nè, Diệu à. Dạ. Tao nói mày nghe, đó má đi coi bói cho con đó. Thầy bói nói á, mày có số sát phu. Có nghĩa là mày rớ tới thằng nào á là chết thằng đó vậy hà. Sẵn mày đang ghét Hai Niệm á, mày lấy nó đi cho nó chết mẹ nó cho rồi đi. Ôi má. Sao vậy? Con nói với má rồi mà. Nói gì? Trời khó nói quá à. Má biết sao không? Sao con khó nói quá má ơi. Con có người yêu rồi. Ai vậy? Anh Hoàng đó. Trời đất ơi, thằng Hoàng nó còn lần muốn chết luôn vậy đó. Bởi vậy mày á thì hiền nữa. Quá hiền đó má. Ờ, hai đứa bay lấy nhau hả? Trời đất ơi, đẻ con ra lù lù ai chịu nổi. Thôi nè con à. Dạ. Diệu. Dạ. Con đã hy sinh đi con. Con hy sinh lấy cậu Hai Niệm trường nội cho má đi con. Để cho đặng chữ hiếu con. Mày về á, mày làm vợ nó, mày sướng thấy mồ đi. Nó cưới vợ bé trước nó mới lấy vợ lớn sao?
mà thường thường đàn ông người ta thương vợ lớn hơn vợ bé hơn đó mày. Gì vậy? Nó nói gì kỳ vậy? Gì? Nói gì ngượng ngạo vậy? Sao? Nói gì kỳ cục vậy? Đang làm gì tự nhiên nói gì kỳ cục? Mày hổng tao giả rồi cái chiếc ca mày giờ mày tưởng tao là gì mày? Má làm gì má? Má có chuyện con nổi điên nè nghe má. Con nói cho má nghe. Má, má con, má mày tưởng tao là gì vậy? Tại má dồn con quá. Con nói má nghe nè. Trời ơi, má kỳ cục quá. Cậu hai niệm á, ổng chưa có vợ lớn mà lấy gì làm con làm bé. Nó nói với tao á, nó lấy vợ bé trước rồi từ từ nó cưới vợ lớn sau. Khùng. Khùng gì? Ấy coi nhà đi, má qua bển rồi má chờ má lâu, má chửi má chết rồi nha. Má. Thôi đi má, hoài mệt quá đi. Má. Dự. Diệu, Diệu. Diệu ơi. Diệu. Ai vậy? Hoàng ơi. Xe đạp không? Trời đất ơi. Sao hôm nay bảnh vậy nè? Ui, xe đạp gì mà đỏ dữ vậy? Thằng áo gì xanh dữ vậy ta? Trời giống đoàn xiếc quá mà. Anh biết sao không? Cái gì? Anh mai cái bộ áo dài màu trắng đẹp lắm. Ủa? Nhưng mà anh nhớ thầy bố dặn anh á, là hôm nay á, năm nay không được mặc áo dài màu trắng. Ủa? Không được màu trắng cử màu trắng. Rồi biết rồi. Cho nên anh mượn áo dài của bà ngoại anh mặc đỡ. Vậy nha. Đẹp không? Đẹp, đẹp không? Vẫn đẹp như thường á. Áo dài này vừa hợp bà ngoại anh mặc đi chùa, nhớ không, nhớ không, nhớ không? Nhớ rồi, nhớ rồi, nhớ rồi. Trời ơi, còn hồi nào vô mới sắm xe đạp đã gì? Quấn từ lông từ la, đủ màu gì, quấn chi vậy? Nội. Em không biết hả? Không quấn nha, xài có 1 năm mà. Ủa? Quấn vô xài được 5 năm. Trời ơi, cái này bần tiện dễ sợ nghe. Bần tiện gì? Thôi thôi, thôi, thôi được rồi em, em được rồi, đẹp đẹp đẹp. Sao, rồi. Sao đủ màu hết trơn vậy? Thầy bối tối anh là năm nay hợp với màu vàng, màu hương, màu xanh. Vậy em. Gặp hên lắm. Vậy thật cắt kè đi, còn gì nữa? Đâu có. Thôi lên nó nói nghe. Gì em? Qua đây. Gì em? Kỳ cục quá. Trời ơi, ta đang đứng nói chuyện với cái xe này nó. Thằng dày đi. Em cứ đổ gỗ. Ra để ngày hàng rào đi, nói chuyện cho dễ. Được không? Nghe. Ừ. Được không? Không sao hết trơn á. Vậy ha. Ở xóm này yên lắm. Mướp trộn ngoài hàng rào người ta hái mất cái xe tôi không biết. Cái gì? Không có. Trời ơi, hú hồn mà. Xong rồi. Ừ, xong rồi hen. Giờ gánh tay gánh chân hen. À. Hỏi câu nè. Gì em? Đâu vậy? Trời ơi, hỏi câu thấy ghét không? Người ta qua thăm hỏi đâu vậy? Cái gì vậy? Qua thăm em. Không được đâu. Sao? Má em bị vắng rồi. Anh qua anh thăm mới lỡ tôi có bầu. Trời ơi, má tôi la tôi chết đó. Trời ơi, anh nói gì kỳ vậy em? Anh qua thăm em tự nhiên em có bầu à? Làm như anh thần như có bầu. Muốn thấy ghét à? Chứ qua làm chi vậy? Hôm qua đây anh báo em tin mừng. Mừng gì? Anh vừa tốt nghiệp cao đẳng tiểu học. Thiệt không? Thiệt. Rồi anh sắp sửa lên Sài Gòn. Anh thi vô trường sư phạm. Trường sư phạm? Ừ. Trời đất ơi, bộ anh có chuyện buồn hả? Gì buồn? Chứ thi vô sư phạm làm gì? Bộ tính ra làm ông sư cứ về trụ chị cái chùa làng mình hả? Ừ. Như kỳ vậy? Trời ơi, em không biết gì nè. Trường sư phạm là người ta dạy ra rồi tốt nghiệp ra làm thầy giáo. Mẹ nói thiệt không? Thiệt. Vậy gác học nghe. À. Mai mốt về đó làm thầy giáo. Cái cứ tôi, cái tôi làm cô giáo. Mặc dù tôi không biết chữ nào hết á. À. Em anh làm thầy giáo của em sẽ làm cô giáo hoàng. Ừ, à. Cái đó vui, cái đó vui á. Ngồi chơi, ngồi chơi, ngồi chơi. Thôi thôi cảm ơn em, anh đứng được rồi em. Sao, sao vậy? Hơi nhan có dài mà ngoại anh la chết. Trời ơi, cái này kỹ thiệt á nghe. Nói em nghe nè. Anh lên trở lên học. Ừ. Em á nha, anh thấy á, có thằng tám tèo, tám tế tí gì đó, nó cứ vòng vòng bên ngoài em mà bị đặt. Nói chuyện nó là chết cho anh đó. Nhớ nha không? Có mặt cái mặt mù, mặt ghen người ngô. Nó ghen gì đó. Trời ơi, mặt ghen cái mỏ nhọn quắc gì ngô. Thôi em ơi, tụi chụp quên hoài à. Thôi đừng có lo. Ừ. Em thề em chung thủy suốt đời mà. Còn anh hen, à. Lên Sài Gòn hen. Ừ. Coi như học hành hen. Đứa nào mà nó ăn hiếp anh đó nghe. À. Nói tôi quýnh như thép tuần tiếng nha. Thôi. Lên nha, chém từ ông nội ra xuống ba nó tụi nó chém hết. Trời ơi, trời ơi, cái tụi Sài Gòn nó dữ lắm. Thôi em ơi, thôi đừng có lo. Thôi 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 thôi, đặt bạn gái khỏi nó sẽ bị chém mà.
Thôi được rồi. Vậy mới được, vậy mới trị nó anh ơi. Không có đâu, anh lên trảnh có 2 năm mà. Rồi anh trở về với em. 2 năm nghe anh. Ờ. Trời ơi, đi về cũng 2 cái Tết đó nghe. Ờ. Nói nghe. Gì? Đứng nói nghe nè. Vậy chứ có nhớ hồi lúc mà thở ban đầu á, hai đứa quen nhau á, khi gà ngồi dưới gốc cây sầu ghen không? Nhớ chứ sao không nhớ em. Cái lúc đó anh thề với tôi hen. Thôi nhắc nhớ nữa. Anh thề nếu mà anh phản bội em á thì trái sầu riêng sẽ trớt trúng đầu của anh, phải không? Đúng rồi á. Công nhận á. Đỡ ngu rồi á, nhớ tôi lời thề á. Mà hen, bây giờ á sắp xa nhau, tôi nhắc lại lời thề đó. Chứ đứng yên đây nghe. Gì vậy? Tôi lấy cho anh chút quà tiễn anh lên đường. Thôi vậy. Được rồi, đủ em. Tình cảm. Để em lấy mà. Không em, tình cảm là chính em thôi. Để em lấy mà. Anh nói nghe nè. Anh biết hoàn cảnh gia đình của em cũng khó khăn lắm. Thôi đừng có lấy tiền lấy bạc cho anh chị mất công em mà. Thôi tội trời lắm. Trời ơi, tôi đâu có ngu rồi. Tôi cho anh tiền. Tiền tôi để tôi mua cám cho heo ăn chứ. Đứng ở đây, tôi có quà khác. Tôi có quà đặc biệt. Gì vậy? Chứ gì em? Anh đâu biết ăn sầu riêng đâu. Đâu có. Sầu riêng đông lạnh. Lên Sài Gòn nha, xách cái sầu riêng này nha, đừng ăn nha, để nhớ em làm kỷ niệm mà. Trời ơi em ơi, nói em nghe nè. Gì? Em muốn anh nhớ em á. Thì em tặng cho anh cái lá sầu riêng được rồi. Để anh ép vô tập, mỗi lần anh học anh dở ra làm nhớ em. Đưa anh nguyên trái sầu riêng xách anh trở nặng gần chết à. Ôi cha, cha khôn quá cha. Lá sầu riêng có nhiêu nè. Còn đây nè, dày nghe, mang lên nghe, vô nhà trọ nghe, treo trên đầu giường nghe, đó, nhớ em. Trời ơi, em ở nhà, em ghê không? Gì ghê? Ghê không, giả tâm không? Tự nhiên em ý em muốn nói là em anh treo lên trái sầu riêng. Nếu mà anh phản bội em mà trái sầu riêng trớt trúng đầu anh phải không? Đúng, rớt trúng đầu hay là trúng mặt hay là trúng cái gì cũng được nếu phản bội. Trời ơi. Rồi, cầm không? Cầm. Trời ơi, em á, coi như lấy trái sầu riêng này đi. Ừ à. Vậy là sắp hai đứa mình sắp xa nhau. Xa nhau hả? Ủa. Anh nhớ nha. Hứa gì chứ. Xong rồi lên trở anh học xong xuôi rồi á. Anh viết thơ về cho em ha. Trời ơi, cha này sắp làm thầy giáo mà ngu dễ sợ ông ơi. Cái gì? Ôi, đâu biết chữ đâu, biết đọc một cái thơ cho nổi. Trời ơi. Nghe nè. Gì? Vẽ hình đi. Hình sao? Giờ vẽ lấy tờ giấy bự vậy ha. Nếu anh vui á, anh vẽ mặt cười. Nè nghe. Nếu anh buồn á, cũng lấy tờ giấy bự vậy. Vẽ mặt buồn. Đó, lẽ biết anh vui buồn liền ha. Vậy rồi rủi anh vừa vui vừa buồn sao? Vừa vui mà vừa buồn hả? Ờ. Thì dễ. Ồ, vậy chứ sầu riêng nghe. Vậy chứ sầu riêng là em biết anh vậy á. Nghe. Thôi anh đi nha. Thôi anh đi nghe. Nhớ lời tôi dặn dò nghe. Nhớ. Nhìn trái sầu riêng đông lạnh là nhớ tới em nha Diệu. Anh Hoàng. Anh đi nha Diệu. Giờ chia ly đã tới anh Hoàng. Anh đi nha Diệu. Dạ. Nhớ lời em dặn dò nha. Nhớ. Nhớ. Diệu. Em biết rồi. Mình tính đi học đi em. Em chờ anh mà. Không phải đâu Diệu. Biết ngồi đi học đi. Tôi nói tôi chờ tôi chuẩn bị mà. Diệu. Đừng có khóc em khổ tâm lắm biết không. Đi đi rồi em chờ. Chiếc xe đạp anh mất rồi. Vậy xe đạp mất rồi vậy có không sao hả? Tổ cha là lấy xe đạp tao. Anh bắt mới tích mẹ mày luôn á. Anh nói cha mất gì có được á. Tôi nói rồi mà. Múc khô người ta còn hái trộn. Huống hồ chỉ là xe đạp. Đắng đầu. Hồi nãy anh Hoàng mới qua đó, anh chia tay con lên Sài Gòn học rồi. Mày quên cái thằng nghèo đi giùm tao đi. Chắc anh nghèo thiệt rồi, có cái xe đạp mất mẹ nó rồi. Nó còn nghe. Dạ. Thằng Hai Niệm bây giờ nó nổi điên rồi. Sao vậy? Nó dứt khoát là đòi lấy mày. Tôi chết. Tối ngày nó ra một cầu ao á. Dạ. Nó ngồi đi ca giọng cổ. Sao? Nó ca cái gì mà chim đá la, đậu nhánh đá la, chồng gần không lấy xa, lấy chồng xa. Trời đất ơi, bây giờ nó nói mày không lấy nó đốt nhà, nó vô chùa nó tu. Con không chịu đâu. Con chịu. Tao nói thiệt á, mày lấy nó mày sướng muốn chết đi.
Bộ mày không nghe tao nói hả? Tốt sốt bằng bố giàu ha. Mày không lấy nó, mày lấy ai làng này nữa? Không có được. Bị con á, với Hoàng á, mất lời thề rồi. Ai mà phản bội á, sầu riêng gót xuống đầu á, bể mặt bể đầu luôn á. Con muốn bể đầu. Thiệt cái mày bỏ thằng Hai Niệm uổng quá trời á. Tao thiệt tao mà còn rẻ tao dớt nó liền á. Má, ưng không? Hoàng nói giùm gấp, ưng không? Nó chịu mày đâu, chịu tao đâu. Mày nói thiệt nha. Sao má? Cái thằng này nó đuôi. Sao vậy? Không biết nó mê mày cái chỗ nào nữa. Mày thẳng buộc từ trên xuống dưới vậy hả? Mày chỉ cái body vậy con được như má cũng đỡ. Không không? Thẳng buộc cái vậy bây giờ đang làm mốt đó má. Má có chịu có nhà không? Chết cha, bà hội đồng quá má ơi. Chết rồi, chết rồi. Dạ chào bà hội đồng, dạ chào cô bác. Đây, 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 trời vô gì đây. Từ đi nhà cái gì mà khoai lang, rồi bầu bí, thúi hết trơn rồi má. Muốn cái kiểu này, sao sống? Trời đất ơi, ai nói nhà này nghèo má? Sao tủ lạnh kìa má. Sống tủ lạnh kìa má, tủ lạnh đó má. Đâu có điện đâu mà xài tủ lạnh má. Không có bị mang về chân như chân từ buffet vậy ha. Trời ơi, cái nhà gì mà nhỏ xíu chật hẹp, hôi hám quá vậy, cái chuồng bò vậy, hôi quá má ơi. Đúng rồi nè má ơi, con không nghe mùi hôi đâu đây á. Hôi, đúng rồi, cô ba hôi, má ơi, ba hôi á. Hổn thì má, hổn quá, dám nói con vậy đó má. Nè, nói cho bà nghe nha. Dạ, mời bà hội đồng ngồi. Bà có nghe con nói không? Dạ. Giặt ở bên ngô á, không có bằng, không bằng gì má, bằng gì má. Bà cô bên chồng. Bà cô bên chồng. Biết không? Hay mốt bằng dịu nhà bà mày về nhà tôi nha. Biết với tôi đó. Phủi. Sạch chưa? Sạch rồi con. Ngồi đi con. Cái gì vậy? Bà này ăn cũng hoài à. Ba cái xoài chôm chôm nhãn nóng lắm. Đừng ăn. Ăn mà đuối mà đúng ta. Ngồi nhẹ con. Ngồi xuống con nhẹ nhẹ thôi con. Nè cái bà kia. Bữa nay tôi qua đây tôi hỏi bà nè. Dạ. Bà có chịu gả con Diệu cho con tôi không? Hay là bà để tôi cào cái nhà của bà ra? Cào nhà đi. Dạ cái chuyện hôn nhân á, để tôi hỏi ý con tôi coi sao bà. Với tôi nghe con bà hơi cà tửng. Bà nói gì? Dạ. Nói gì? Tôi nghe nói con bà hơi cà tửng. Người nào? Người nào nói với bà con tôi cà tửng bà chỉ đi. Tôi bẻ răng á, tôi xé miệng nó ra. Bà không có biết hả? Một đồng trăm, trăm đồng ngàn, đồ tầng bảy tầng bả thấy tôi giàu đó, ganh ghét tôi. Đúng rồi. Hỏi bà, trời nắng chang chang vậy thì nóng nực. Nóng nực thì nó phải cởi đồ ra, nó chạy vòng vòng, nó chơi chút rồi nó về. Nó tỉnh sao nó tiếp về nhà. Đúng còn rồi. Bà nữa. Con cái của mình làm cha mẹ, đặt đâu thì nằm đó. Tại sao phải hỏi ý kiến nó đi làm gì? Nè nè nè, anh hai của tôi á, thấy bà nghèo, tội nghiệp. Nên mới lấy con gái bà để trừ nợ biết không? Chứ mà con gái của bà hả? Xíu! Ai thèm lấy? Phải rồi. Bà dòm con tôi nè. Đẹp như vậy nè. Mà còn é. Còn kén nữa không con? Đúng rồi. Đẹp vậy rồi phải kén chứ không hả? Con. Sao mày lấy ai? Mày lấy ai? Nè. Dạ. Bữa nay đó tôi đổi đường xuống đây để nói chuyện trăm năm của con tôi. Lần này là lần chót, tôi không có nói đi nói lại nữa. Nội nhật ngày mai đó, mà con Diệu đó không dọn qua nhà tôi ở luôn đó, thì ngày mai tôi cho người tới đó tịch thu căn nhà này. Ừ. Để làm chuồng heo. Ê ê ê má, cái nhà nhỏ xíu vậy mà sao làm chuồng heo được má? Chuồng gì con? Chuồng bò. Chuồng bò nghe chưa? Nghiệp con gái tôi quá bội đồng ơi. Nó còn nhỏ xíu à, nó ngây thơ, nó hiền lành, nó đâu có biết cái gì đâu. Mà bắt nó về bển á, nó đâu có làm gì được nữa à. Với lại bà nó chết mới có 1 tháng à. Tôi xin bà cho nó 2 tháng nữa đi, là 3 tháng á, nó mãn tang xong nó mới đi lấy chồng. Ông ơi, ông sống khôn thác thiên á, ông về ông phù hộ cho con gái của ông á nghe. Nó đừng rớt chung cái gia đình cần chứng. Nè bà kia. Dạ. Tôi không muốn nói đi nói lại nữa. Bây giờ tôi về đây. Ngày mai đó mà tôi không thấy con Diệu qua bển á, thì tôi sẽ cho người qua đây hả, dọn cái bàn thờ chồng mà, lấy căn nhà để làm chuồng. Chuồng gì con? Chuồng bò à. Chuồng bò. Nghe chưa? Nghe chưa? Thôi về con. Về. Nóng con. Nóng đi quá con. Đi con.
lần lần sao ông cứ thương tôi vậy? Thank you.
mày nghe không? Nó chửi tới tao kìa, tao còn nhịn. Bà nội thằng Thảo là ai là tao đó, mày nghe không? Nó chửi tao đó. Má này, bà ở trong cái nhà này xui xẻo quá hả? Má nhớ lại coi, về ở với anh hai con đừng có mấy tháng thì anh hai con chết hả? Mà anh hai con chết xong bà mới có chữa đó. Còn nghi có chữa với ai rồi nha má. Chửi với ai? Chửi với ma đó, anh hai con ngủ vậy đó. Tôi có nói tầm bay tầm bạ ma với quỷ đâu làm tao nổi da gà hết trơn, trời nha. Thiệt đó má ơi, anh hai con chết thảm quá à. Có đời thở nào mà thấy ai chết thảm như anh hai con không? Tự nhiên cái đang ăn à, cái cười ha 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 một cái cởi hết trơn quần áo ra, cái lăn đùng ra chết à, mà thấy thảm không? Chết vậy có gì thảm? Chết đấy, mà không có mặc quần áo là thảm chứ còn gì nữa má. Mày nói ra cái tao mới nhớ à. Ông già mày cũng vậy đó. Ông đang đi tắm cái ông nhảy mũi cái ông té xuống cái đùi. Cái má chạy vô cái ông chết ngắt rồi. Vậy là coi chừng đó nha. Cái nhà mình là có huông rồi đó con. Con nói má rồi mà. Bả đó hả? Xui thấy mồ đi. Má không chịu đều tuổi nó đi. 5 năm rồi bà ở trong cái nhà này nè. Cái nhà này càng lại càng mát ha. Con à, đây nè, mày dòm nè. Ông tổ nhà mình để lại rồi nè. Đại phú á là do Chôm, tiểu phú á là do Cần. Cần kiệm này đó là xe mình đã cao đó con. Mà tao thì già rồi, thì tao chỉ có Cần kiệm được thôi. Còn Chôm là phải tuổi trẻ như mày Chôm. Mày không chịu Chôm mày ngồi đó thì mày nói nhà không đi xuống sao được. Nhưng mà bà hai đó, bà đem cái xui tới cho nhà mình mà không biết gì hết trơn à. Bắt đuổi bà đi đi. Đuổi nó đó thì cũng được rồi. Nhưng mà bây giờ á, đuổi nó đi cái nó đem thằng Thảo theo. Rồi má thì má muốn giữ thằng cháu nội để cho anh hai mày có người nói dòng mày ơi. Ôi sao hai con đâu có cần ai nói dòng đâu má, cái dòng cả chớn mà nói làm gì. Má nhớ không? Hôm bữa má kêu con kêu ông thầy phong thủy về nhà đó. Cái ông nói cái nhà mình ha, nhà đối diện nhà mình á có nguyên cây nhọn đâm qua. Mà con đâu có sợ cây nhỏ gì đâm đâu má thấy không? Mày mà sợ gì? Cái ổng kêu con leo lên treo cái đấm kiếm ở nhà mình để mà cây nhọn phản chiếu lại nhà bên kia. Cái nhà bên kia thấy mình có cây nhọn, thấy mình có cái tấm kiếm cũng treo tấm kiếm lên để cho hai cây nhọn đâm qua đâm lợi đâm lợi đâm qua một hồi cái hai nhà mã trơn. Đây này nhớ đâu nói đó, tao già rồi đầu óc nó hay quên trước quên sau lắm. Lát hồi đó có cái công thầy giáo mới đổi về đây nha con, ổng tới ổng dạy thêm tiếng Tây cho thằng Thảo đó. Mày nhớ rồi nha, tiếp đãi người ta cho đàng hoàng tử tế chứ đừng có mà nắng mưa giống như mấy bữa nay đó nha. Dầu gì nhà mình cũng là nhà có tai có tiếng nghe không con? Con biết rồi, con nhớ rồi. Nhưng mà má tính chị hai sao tính đi, chứ mà có bà ở đây hả con bỏ đi cho má coi. Thôi được rồi, mày muốn tao đuổi nó đi thì tao cũng làm cho mày vừa lòng mày đi. Diệu à, Diệu hả? Con cao rồi má, không sợ ba ra ba đánh má ba chửi còn sao. Con nước quá thì mày làm tao bốc quá tao cũng quên. Diệu ơi, Diệu ơi, Diệu ơi, Diệu ơi, Diệu con ơi. Vụ gì vậy hả con? Ngồi đi con, ngồi. Ngồi chỗ nào? À, ngồi đây. Ngồi đây con, ngồi. Mệt chết vậy đó hả? Ồn ào quá, nó nhỏ nhỏ thôi. Cho thằng Thảo con nó ngủ. Chị hai. Gì? Làm gì hôm nay mà diện dữ vậy? Hát karaoke. Sao ngày nào cũng đi hát karaoke hết trơn vậy con? Gì á? Má nói gì kỳ vậy? Bởi vậy miệng đời người ta nói mẹ chồng nàng dâu là quá đúng rồi à. Nói thêm với con không à. Ai nói với má là ngày nào cũng hát karaoke. Hôm nay có hát karaoke nhưng ngày mai có đánh tứ sắc, biết chưa? Trời ơi, nó hơi mệt ghê. Chạy chút xíu nha, có phone. Uầy, nị à, sao xin đáng đi chẳng hả nị à? Sức mấy nhẹ. Chú con, mụ à. Hoàn tánh miệng, hảo à, chợ à. Tối nay không ăn cơm tối đâu bạn nha. Ủa, sao tối nào cũng đi hết trơn vậy con? Trời đất ơi, má không biết gì hết trơn, con phải đi làm ca ban đêm, biết không? Con phải đi làm ca đêm con mới nuôi cái nhà này được chứ.
Có tưởng làm cái đêm dễ lắm hả? Phải có nhan sắc mới làm được à. Cỡ má mà xin làm cái đêm coi. Mụ à, mụ à. Ba, đứng dậy ra ngoài vườn hái dừa xiêm, rót cái ly nước đưa tao uống cho nó mát, rồi ra giếng múc nước lên lóng phèn, lát đi làm mệt về tao tắm biết không? Sao chị cứ sai em hoài vậy? Chị làm dâu chứ bộ em làm dâu sao? Cô ba, cô đang tươi cô muốn héo không? Con để nó nói con nghe vậy thấm thoát vậy đó. Mà con về làm dâu má cũng được 5 năm rồi ha. Má thấy anh chồng con chết là 4 năm rồi, coi như tan thì cũng mãn. Còn cái nợ mà ba con thiếu má thì coi như má cũng xù hả con ha. Thôi thì má cho con về ở với má của con để đi thêm bước nữa ha con ha. Trời ơi, con thấy má chăm sóc con cảm động quá má ơi. Bởi vì cho nên ngu gì cũng về bển ở đây cho con xin lỗi. Trời ơi, má xin lỗi. Như mẹ nói chị hai nghe, chị hai cũng phải nghĩ tới tương lai của chị hai chứ. Lấy chồng đi vui thấy mồ luôn á. Năm nay chị mới ngoài 20 chứ nhiêu. Gì vậy cô ba? Cô ba tính lại đi. Tôi mà ngoài 20 chắc cô ba mới có 8 tuổi quá à. Đây gần 40, cô ba ngoài 30 rồi nghe. Không có đâu con à. Con dòm coi còn trẻ măng hà. Gái một con á, trong mòn con mắt à. Con ra ngoài thiếu gì người. Thiệt không má? Thiệt. Trời đất ơi, má biết làm sao không? Má làm nhớ là chuyện xưa quá hà. Con nhớ cái hồi con còn trẻ đó, nhan sắc mặn mò vậy đó. Rồi hàng ngày lượt hắc công tử, bạch công tử, xanh công tử, đỏ công tử tới mời con đi nhảy đầm. Mà con từ chối hết trơn vậy đó hà. Rồi tự nhiên má nhào vô nhà con, má ép con lấy con của má. Rồi bây giờ coi nè, nhan sắc con phai tàn vậy má đuổi con sao má? Ủa mà nhan sắc của ngày xưa cũng vậy thôi chứ có gì đâu mà phai tàn. Trời. Nhưng mà chị hai à, em nói cho chị hai nghe. Chị hai về ở với bác gái đi. Sao vậy? Em nghe nói dạo này bác gái yếu lắm rồi. Yếu lắm đó con. Chân cẳng gì đi không có được nữa. Đi không có được nữa rồi. Răng cỏ rụng hết ráo rồi. Thiệt không? Thiệt. Mà nó hả, ăn uống thì không được nè, đi đứng thì bất tiện nè, yếu lắm, bệnh hoạn lắm rồi. Về báo hiếu đi đó con. Ở với bác gái thì mình lo cho bác gái đi chị đúng hai rồi à. Đó con. Thiệt vậy hả? Nghe đi mày. Xe lôi mày đâu rồi tiền tiếp hả mày? Bánh xe mày gãy á là tại xe mày một. Đồ thừa tao mập hả mày? Mày đồ thừa hả? Kêu đại ca à mày. Mày tao quen với đại ca nha mày. Má, chuyện gì vậy? Má để con xử cho chuyện gì vậy? Má xử rồi, khỏi cần tới con. Xử rồi. Cái gì? Cái đồ này con chôn của bà hội đồng cho má mặc lên đây kỳ quá. Chôn mà làm gì má? Má bận chứ mặc bà làm gì? Nè học xoàn nè, thấy chưa? Học xoàn, thấy chưa? Cái diện của bà hết trơn, thấy chưa? Dám làm gì má không? Đồ chôn rồi để giấu vô gắn lên mũi của bà. Bộ con không thấy người ta dạy con ha? Đại phú do chôn kìa. Thì biết rồi. Nhưng mà má, vậy? Con nghe đồn má bệnh dữ lắm phải không? Trời đất ơi, ai đồn tầm bậy bạ vậy? Tại má ham ăn má trúng thực chứ có bệnh hoạn gì đâu con. Trời ơi, tao nói cái tật ham ăn tới già má chưa bỏ được sao má? Ôi con thấy má mập mạp mày cũng biết rồi, má còn hỏi con còn hỏi má làm chi vậy? Mày có muốn ăn cái gì không? Thôi má đã ép không ăn gì đâu, má cắt nước quá à. Cho má một ly soda sữa hột gà đi con. Ba, một soda tám hột gà lẹ lên. Má khỏe không má? Thì má khỏe quá đi chứ. Dạ, chị Xui, chị dạ. Xui mới lên, chị Xui, dạ mời chị Xui ngồi. Dạ. Chào bà hội đồng. Dạ. Sao bà hội đồng khỏe không bà hội đồng? Dạ khỏe, cảm ơn chị Xui. Rồi cô ba đó lúc này có chồng chưa vậy bà hội đồng? Dạ, dạ chưa. Thì phải rồi, cha mẹ ở ác đức quá mà con nó ế chồng tới già, phải không chị Xui? Quá. Dạ, tại nhỏ nhà tôi nó kén quá chứ có ế ẩm gì đâu. Mà bữa nay chị Xui lên thiệt là đúng lúc vậy đó. Để tôi xin thưa với chị Xui một chuyện. Cứ thưa đi chị. Dạ, con Diệu đó thì nó về làm dâu nhà tôi cũng được 5 năm rồi. Món nợ cũ thì thôi kể như xù đi. Chồng nó chết thì nó cũng đã mãn tan rồi. Tôi tính bàn với chị cho nó về ở với chị để
muốn lấy chồng nữa thì cũng dễ. Phải không ha, chị xui. Dạ. Ủa? Vậy là chị đuổi con gái tôi đó hả chị? Đừng lo con, đâu có được chị. Hồi đó hả, con gái tôi đâu có thèm con chị đâu. Tại chị ép nó quá mà. Ép chết. Chị qua nhà ta, chị chửi mắng người ta, chị ép người ta phải về nhà chị. Rồi cái mới honeymoon xong à, cái thằng con chị không chịu thở nữa. Rồi từ đó con gái tôi trở thành quá phụ 20. Ai biết cho đây. Rồi bây giờ chị đuổi nó hả, đâu có được chị. Chị phải nuôi nó suốt đời à, phải không? Không phải đâu chị xui. Tại tôi thấy chị cũng già yếu rồi, sức khỏe cũng không có nhiều lắm. Tính để cho nó về ở gần bên chị, để nó chăm sóc chị vậy đó mà. Tôi đâu có ở mình. Tôi dạ. Có kép rồi chị à. Má, kép mới rồi hả má? Kép mới con ơi, ổng có nghề nghiệp đàng hoàng chứ phải cà trớn như người ta đâu con. Người này gặp ngon rồi phải không? Dạ. Nghề gì vậy? Tiếng heo con. Họ mê cái tiếng sáo của ổng á, cho nên tao mới chịu ổng. Nhắc tới ổng tao mới nhớ. Ổng nói tới nhà anh Diệu kêu cho anh liền để anh nhớ cưng. Trời để kêu ổng chút cho coi. Tình dữ vậy không biết nè. Alo, anh hả? Ồ, em tới nhà anh Diệu rồi đó. Ồ, anh nhớ em hả? Ồ, anh đang làm gì vậy? Anh đang thiến hả? Ok, thiến xong kêu em nha. Ok, bye. Trời, tôi thấy má tình yêu vui, con mừng quá. Thảo đâu con? Ờ, đi đi đi, con vô. Ồ, lúc này nó sao con? Ồ, dễ thương chưa con? Lắm vậy hả? Coi nghe. Ôi, gia đình mình thân quá trời con ha. Dạ. Cái thằng Thảo nó không giống bên nội nó chút xíu nào. Con nói nghe nghe, cháu ngoại má là chắc chắn rồi đó. À. Còn cháu nội của bà kia thì con không có chắc chắn. Yeah. Chị xui, chị xui. À, vậy thì để tôi cho ông Diệu mang Thảo về bển ở gần chị, để cho chị chăm sóc nó, khỏi mất công chị đổ đường đi xa cho nó cực. Nói thiệt chị xui, tôi là quá đơn chiếc. Dạ. Ấy để tụi tôi dọn lên ở chung với chị luôn cho vui hết chị xui đó. Diệu à, đúng rồi đó má. Má dọn quần áo xuống rồi tí mở nghe, để cho má con vô phòng của dọn má. Dọn phòng đi con, dọn phòng cho má. Mà biết sao, bụi quá trời trời, đeo vô cho nó có vệ sinh. Làm cứng nhắc vậy. À, dạ, xin lỗi, đây có phải là nhà của bà hội đồng không vậy cô? Dạ, dạ phải. Dạ, ông đây là... À, tôi xin tự giới thiệu với cô, tôi là thầy giáo Hoàng. Ủa, ông là thầy giáo Hoàng đó hả? Dạ. Người mà má tôi nói là tới đây để dạy cái tiếng tiếng gì, tiếng Tây cho thằng Thảo. Vì. Oh, là la, dạ mời thầy ngồi, dạ mời thầy ngồi. Merci beaucoup. Mời thầy uống nước nha. À không, 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 không. Uống nước lạ tôi bị đau bụng, tôi có nước riêng của tôi. Uống con. Dạ không. Thầy. Hả? Thầy có vợ chưa mà thầy đẹp trai quá vậy thầy? Ồ, tôi nghèo vậy ai lấy cô? Ủa, vậy chứ em đâu có nghèo đâu, mà cũng không ai thèm lấy hết thầy. Thầy có cha mẹ không thầy? Hả? Cha mẹ thầy chết hết rồi phải không thầy? Em nghe nói thầy mới đổi về đây đó, mà không có bà con thân thuộc gì hết trơn á. Không mấy thầy dọn quần áo tới đây ở luôn đi thầy. Gì? Nhà em á, nhà cửa rộng rãi quá mà không có đàn ông, ruộng vườn á thì cò bay thẳng cánh à, mà không có ai coi hết trơn á. Thầy về đây ở luôn đi thầy. Về đây ở luôn hả? Dạ. À, ruộng vườn cò bay thẳng cánh. Dạ. Dạ không có đàn ông. Dạ không có. Trời đất ơi. Sao mà thầy nhìn em làm em sợ quá à. Cô sợ hả? Dạ. Tôi còn sợ hơn cô nữa đó. Thầy sợ gì thầy? Tôi sợ
tôi sợ chị không thấu. nhưng mà cô dạ cô ba, em là thứ ba, em tên là Tươi đó, nên ai cũng gọi em là cô ba Tươi, tại vì em cười hoài hả thầy? Em hay cười hoài hả? Dạ. Là Tươi. Dạ. Ý con vui. Tươi thiệt là đẹp rồi nha. Không phải bà hội đồng á, đúng là có một người con gái quá dễ thương như Tươi đây. Tươi nè, bà hội đồng của nhà con vậy? Má em mất rồi. Cái gì? Má em đi mất rồi. Trời, nhưng mà hết hồn à. Có chuyện gì đó thầy cứ nói với Tươi được rồi. Sao? Tại vì trong nhà này đó, từ trên xuống dưới là Tươi giải quyết hết đó. Trời ơi, Tươi giải quyết từ trên xuống dưới hết hả? Dạ. Từ giờ sau anh có thể giải quyết từ dưới lên trên luôn nha. Dạ. Đúng là bà hội đồng của một người con gái quá dễ thương nè. Trời đất ơi, dễ thương vậy mà sao chưa có ai lấy vậy? Tại vì em đợi thầy đó thầy. Trời, Tư đợi thầy đó hả? Dạ. Chắc là trời cũng xui khiến cho thầy đợi Tư đó. Đó nghe nè, đợi Tư đó. Thầy Tư. Anh Hoàng, anh Hoàng ơi. Hả? Tiếng của ai vọng về như từ âm phủ? Ơi anh Hoàng sầu riêng đông lá, đông là đông của em đâu. Trời diệu đấy sao, ngắm vui nhìn nhau, ngắm người nhìn nhau, ngắm vui nhìn nhau diệu. Dù cho trăm đắng ngàn cay, anh vẫn thề nguyện trong mối tình này gặp nhiều ngã trái. Trời đất ơi, sao hát cái lương vậy? Học đường Tây mà hát cái lương vậy cha? Ý lộn. Bộ hai người quen nhau hả? Tươi, em đừng sợ héo Tươi, để anh giải quyết. Anh Hoàng. Diệu, 5 năm rồi không gặp từ khi em lấy chồng. Diệu ơi, em còn nhớ không? Mình đã ngồi nhau dưới cây sầu riêng thề non hẹn biển. Em thề là không lấy thằng hai niệm, tại sao giờ này em lấy thằng hai niệm? Anh Hoàng, anh bình tĩnh đi. Anh bình tĩnh đi, anh đừng có múa quá. Em tự tin cùng á. Anh Hoàng à, em báo cho anh tin mừng nghe. Tin gì? Em lấy chồng được có 1 tuần rưỡi à. Thằng chồng em nó thẳng cẳng nó chết rồi. Chết rồi. Bây giờ em free anh ơi. Em theo anh nha, xây dựng hạnh phúc gia đình nghe anh nghe. Nè nè nè, rồi con chị để cho má tôi nuôi hay sao vậy? Trời ơi Diệu, em có con rồi sao? Lại mày dữ vậy cha. Trời ơi, có chồng thì phải đẻ con chứ. Nhưng mà đứng không sao. Có một thằng à, nó con trai, lớn lên đứng theo vợ đó là em đâu cần thiết đâu. Anh Diệu của anh nên Hoàng, giáo Hoàng. Diệu, đi mình đi xem. Mọi chuyện đã lỡ rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đã lỡ rồi phải không Diệu? Cho lỡ luôn anh ha. Cho lỡ luôn. Mình đi anh. Đi. Vĩnh biệt em. Tươi đi. Trời ơi, làm anh mất công. Sắp theo người 5 năm 6 năm nay, nặng thấy mẹ luôn à. Diệu, anh gửi trả lại em, coi như là xóa bỏ lời thề cho Diệu. Em thông cảm cho anh, vĩnh biệt em. Anh Hoàng ơi, sầu riêng đã tét, cho tét luôn. Trời, thằng mới, chuyện gì vậy hả? Trời ơi, Diệu. Diệu! Wow. Diệu ơi! Anh thay đổi rồi phải không anh? Anh về với em phải không? Diệu ơi! Anh đa buồn quá Diệu! Gì vậy? Anh về với em phải không? Chiếc Hồng Đa mất nữa rồi! Cha ba làm gì mà kêu tôi cha hoài vậy? Ủa thì ba má đặt mày Nguyễn Thị Trà thì tôi kêu mày cha chứ kêu mày cái gì? Vô quốc tịch Mỹ, đổi tên lâu rồi. Tên gì? Chanel. Hèn chi gì đâu mà trà neo trước trà neo sau, chào neo tới trà neo nuôi, rồi bởi vậy đi ra ngoài đường á xà nẹo hoài à. Nè neo, đang báo tìm người xe phòng chưa? Đăng 2 bữa rồi bà ơi. Đưa coi coi. Nè coi đi. Còn
tôi coi coi. Đâu có, à, đây hả? Đàn ông 31 tuổi, đẹp trai, có học thức, cần tìm bạn gái để tâm sự trong lúc vợ đi đẻ. Hả? Ủa gì vậy? Hả? Sao trời ơi, miệng thì nói sợ trai, tối ngày cứ tìm trai. Tôi nói bà ở trong có một rau vặt thì bỗng Phương làm gì mà đọc hoài à. Ô trời, tao lộn, tao lộn hèn chi. Cái mục này tìm bạn bốn phương, mà cái mục tìm bạn này công nhận vô duyên thiệt đó mẹ ơi, quá vô duyên à. Đàn ông 31 tuổi, đẹp trai, có học thức, cần tìm bạn gái để tâm sự, mà không để số phone điện thoại dưới trơn, làm sao mà tao liên lạc được? Làm sao mà người ta liên lạc được? Mệt quá à. Tao tìm cái vụ rau vặt coi. Đây 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 đây, đây coi coi. Rồi rồi, cần xe phòng, điều kiện phải là đàn bà, không chồng, không kép, số phone là ok, rồi được rồi đó. Hôm nay tao ở nhà nha, hôm nay cuối tuần nè, thế nào cũng có người tới mướn à. Thấy bà tôi chán ghê vậy, mệt bà quá. Trời ơi, cái gì mà chua dữ vậy mày? Gì chua? Trời ơi, nước hoa Chanel number 5 đó bà, nhà quê quá. Trời đất ơi, Chanel number 5. Một tuần lễ mày không tắm rồi mày xịt nước hoa vô, cái mùi tổng hợp nó như là mùi chao rồi đó. Gì chao? Mà tôi nói bà nghe nha, bà tính làm sao á? Trời ơi, hai chị em mình nè, ở cái nhà thoải mái muốn chết à, có hai phòng. Trời ơi, cho người lạ share phòng làm gì? Chật chội đông đúc lắm bà ơi. Trời ơi, tao đâu có muốn đâu mà chuyện bắt buộc á, mày thấy không? Ba má sanh ta ra trời, sao mà tao xui quá trời xui, tao đẻ tao ngôi sao xấu mà thấy không nè. Người ta chơi sót, người ta lên âm 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 âm, còn tao chơi sót mà thấy không, quá thê thảm. Tao vô Yahoo nó từ 250 xuống còn có 12 đồng, tao vô Fico nó từ 400 nó còn có 11 đồng, tao vô Amazon nó từ 800 nó còn có 14 đồng, mày thấy không? Nếu mà tao muốn nhà xuống cầu San Francisco tao tự chết cho rồi đi. Mày coi ba má thì già nè, má 82, 39, 74, 7 đem tao phải lo, mà thấy không? Tao quá khổ cuộc đời tao, mày thấy tao. Tôi lại chị. Cái gì? Trời ơi bà than, tôi phiền quá à, mệt bà quá đi. Phiền cái gì? Bây giờ tao không có nói gì hết trơn á. Tao chỉ nói cho mày biết, mình phải cho xe phòng để tiết kiệm tiền bạc, biết không? Bây giờ tao sắp xếp vậy. Nhà mình có hai phòng. Phòng tao, tao ở. Phòng mày, tao cho xe. Ủa rồi tôi ở đâu? Mày ra ngoài đường ở. Gì kỳ vậy bà? Hả? Sao ra ngoài đường ở? Ủa? Thì tao thấy tối ngày mấy cái nhõng mày xà nẹo ngoài đường, không mày đâu về nhà đâu. Đó, thay vì mày đi chơi khoảng chừng 6-7 giờ sáng mày về, cái mày rủ bạn bè mày trễ chừng 1-2 giờ trưa mày về, cái mày về mày vô phòng tao, cái mày đánh răng rửa mặt cái thay quần áo cái đi tiếp, thấy không? Cái phòng tao cho xe, tiết kiệm tiền. Mày thấy chị mày chưa? Chị mày mà giải quyết là đâu vô đó đàng hoàng. Bà hay quá ha. À, đúng ghê vậy đó. Sao? Bởi vậy. Sao? Chị, tôi chưa có chồng, còn tôi thì không có phòng. Con vô duyên quá, mệt quá. Thôi đó, lo đi vô cái phòng mày sửa soạn xong xuôi chưa? Sửa soạn hết rồi. Rồi không? Anybody home? Ai vậy mày? Ê, không chụp khách tới mướn nhà đó. Trời ơi, gì vậy mấy đè? Tự nhiên cười hả? Thấy tôi dịu dịu, tôi bóng nè. Xin lỗi nha, tôi BD. Trời ơi, hú hồn mà. Cười hoài hả? Không nghe ông bà ta ngày xưa nói hả? Trời xanh có mận, có đào, có trai, có gái, có thằng BD. Ê, ê, vậy? Đi đâu mà vô nhà nói năng tầm bậy tầm bạ vậy? Ủa trời ơi, hai người ngồi không nói chuyện, tưởng đâu hai cái bình bông. Bông gì cha? Không, đằng kia bông hồng. Ờ. Còn này, bông vạn thọ. Vô đây chi đây? Dạ, à, em đọc báo em thấy là chỗ này cho mướn phòng phải không chị? Đọc kỹ chưa? Dạ rồi. Nhà này đó không có cho đàn ông, chỉ cho đàn bà mướn thôi, biết chưa? Ủa vậy chị nhìn kỹ coi, em đàn gì? Đàn giữa mày ơi. Đồng tính, đồng tính. Trời ơi, gì đồng tính quê còn chết à. Cỡ như em vậy đó, dân chơi gọi tụi em là bóng lộ, còn trí thức gọi là Omo, còn Tây gọi là BD, còn Mỹ gọi là gay, còn Việt Nam gọi là bóng lẻo cái. Coi cái tướng đi kìa, coi tướng đi kìa mày. Dạ tướng đi sao chị? Bình thường là em đi kiểu này thường lắm rồi, mà gặp hàng nào em kết em đi kiểu khác. Kiểu gì? Kiểu Sài Gòn Chợ Lớn. Làm sao không? Kiểu Sài Gòn Chợ Lớn là đi như vậy nè, dính cái vô Chợ Lớn, ra cái Sài Gòn Chợ Lớn, Sài Gòn
cho lớn. Cái đít cờ quẩy, cờ quẩy như con lông quăng vậy hả? Nhưng mà cũng bằng đít tôi. Trời ơi, cái mông Chanel. Chà, chắc cái mông này bỏ hả? Mông Prada nè bà. Có mua insurance đó nha. 1m 1 triệu, 2m 2 triệu đó bà. Prada ha. Ờ. Insurance ha. Ờ. Rồi ngồi đi mẹ, nữa? Mẹ lanh quá à, mời ngồi. Dạ, cảm ơn. Có gì thiếu sót xin lỗi chị. Không biết, không biết. Gì vậy? Ủa kiểu gì vậy trời? Kiểu này mà nói rồi đó hả? Còn kiểu khác hấp dẫn hơn nhiều. Kiểu gì? Kiểu này nè. Kiểu gì vậy? Kiểu này người ta gọi là kiểu mời gọi. Ủa thôi mỗi sáng nay gặp gì đâu không á. Trời ơi. Nói nghe nè. Chị em của tôi trong nhà không có chồng với hôn sống vậy, cho nên là muốn là cho xe phòng là cho xe đàn bà con gái thôi, chứ còn giày nữa này nữa kia ra vô nó kỳ lắm, hay là không mấy gì chỗ khác luôn. Em nói chị nghe là chị đừng có nghĩ như vậy. Hồi nãy em tới khu này nè, em thấy Mỹ Đen không à. Trời ơi, nhà đàn bà con gái không á, rủi Mỹ Đen nó vô nó quậy hai bà đó, tôi nhà cho tôi đỡ cho. Mẹ nó mà cũng có lý nè. Cho mày mướn đi. Chị nhớ không? Sao? Bữa trước đó à, có con thằng Mỹ Đen du đảng đó à, lan can lởn trơn trước nhà mình nè. Ờ à, đúng rồi, tao nhớ rồi. Rồi về tôi nè. Trời ơi, tôi sợ muốn chết luôn vậy đó à. Ủa, té ra nó về mày hả? Ừ. Trời ơi, vậy mà tao tưởng nó về tao chứ, hàng chi tao mở cửa nó bỏ nó chạy quá trời mày ơi. Trời đất ơi, bà sao bà ham quá. À, ê nó nghe vậy dạ. Là bây giờ mày đồng ý cho mướn phải không? Ờ cho bà mướn đi, bà này cũng vui đó. Dạ vui, vui không đó. Vậy chứ tên gì vậy? Dạ, tên Như Quỳnh. Hả? Gì? Trời, hả hú hồn chứ bà. Dạ đúng ra em tên là Lê Như Quỳnh, nhưng mà qua Mỹ không bỏ dấu, người ta gọi em Như Quỳnh. Sẵn Như Quỳnh của Canada đẹp quá, nhận tên đó. Vậy hả? Dạ. Ờ, vậy chứ làm nghề gì vậy? Dạ em làm nghề cắt tóc với make up. Make up da và cô dâu hả? Dạ không phải, make up chú rể. Trời, vậy chứ có vợ chưa? Trời hú hồn. Trời ơi, tướng em mà lấy vợ về chắc tối hai chị em dành ông đồng nha mặt quá à. Tướng chúng ta giờ không có vợ. Ghê. Trời ơi, bà Thang à, bà Thang. Cái gì? Nguyên một con bóng lộ lộ đứng trước mặt bà mà bà cứ hỏi là có vợ chưa. Ừ. Thì phải hỏi cho kỹ càng chứ. Trời ơi, bây giờ vậy là mày đồng ý mì cho mướn phải không? Cho vô mẹ không? Mướn đi. Thôi giờ rồi hai chị em tôi bằng lòng á. Dạ. Bây giờ đầu tháng vô hay chừng nào vô? Trời ơi chị ơi chị, bóng gió tụi em là khoái bùm bụp bùm mà. À. Phải làm liền à, vô liền ngày hôm nay, được không chị? Bung bung phải không? Rồi dạ. Bung luôn. Đầu tháng cuối tháng đưa 800 là vô liền. Dạ, em chịu, lát em đưa tiền nha. Rồi, dạ. Ok. Dạ, lát đưa. Đồ vô chổng đi. Quần áo đâu, gì đồ đạc mang vô chổng đi. Trời ơi, tụi em không bao giờ xài đồ cũ hết chị ơi. Chứ gì? Tới chỗ nào là xài đồ mới hết trơn hết trội á. Đồ gì? Nhưng mà lúc nào trong người cũng có cái này phải đem theo. Cái gì vậy? Dạ kem. Cái gì vậy? À? Kem gì vậy? Em nói chị nghe nè, kem này tốt lắm nha. À. Kem chống nhăn. Trời. Kem khoa tan mỡ bụng. Kem sức rụng lông chân. Nhìn biết không, nhiều bữa em quên sức kem á. Mặt ông đồng nha trời ơi, lông chân ra như bách đáp rừng nha. Cái ghê luôn à. Vậy hả? Dạ. Bây giờ em đi liền hả chị ha? Ờ, vô đi, cái phòng trong dạ. Đây này nha. À, hả? Nhớ nha, phòng ai nó ở nhà bà. Trời ơi, bà đừng có làm bộ rồi nhìn chị em tôi thay đồ đó nha mẹ. Trời ơi, thưa bà ơi. Bà có cởi hết quần áo với tôi thèm dòm á. Thôi được rồi, bây giờ. Cởi thôi mi ngôn, cởi tôi mới dòm. Thôi dạ. Vô phòng đi. Dạ. Mà nhớ nghe, ăn ở cho sạch sẽ đó. Vậy yên chí đi. Tôi mà vô phòng là có đồ nghề liền à. Thuốc xịt thơm phòng. Vậy hả? Dạ. Mùi vanilla. Vanilla là mùi gì? Là mùi hột é. Ê cái phòng bên phải đó nha. Dạ. Cái phòng bên phải đó. Ờ. Ê đụng đó mày. Dạ, không muốn đụng đó mày. Đụng má gì đâu, không mà tôi đi tập thể dục nè. Bà đi luôn không? Ê cho tao quá gian ra giờ đi với. Đi đâu? Tao ra nhà hoàng. Bà ra nhà hoàng chi vậy? Trời tao xui dễ sợ ba má xanh tao ngôi sao quá xấu mà biết không? Tao có con bạn mà tao giận nhau đó 10 năm nay rồi. Tao mới quen lại tuần trước cái tuần sau cái ông ngoại nó chết mày. Bây giờ tao phải đi phúc điếu hay tốn tiền không thì khổ ghê. Trời, tôi nói bà nghe nha. Gì? Bà than hoài bấm sợ lỡ miệng hả? Lỡ miệng gì trời, trời ơi, ơi. Kinh tế bây giờ nó xuống quá là lay off tùm lum tà la vô đó mà nha. Vậy mày đi ra nhà hoàng đó. À. Than chỗ tao cúng điếu đó. Đi than gì đâu trời ơi thiệt á. Trời ơi. Đi đi than nữa mệt quá. Chà neo, mà chờ tao coi chà neo.
Công nhận. Công nhận mà đúng kịch giỏi thiệt. Ê Tuấn. Mày ngu quá. Hồi nãy mày tới cái nhà này không chịu vô. Có hai ghế đã lắm mày ơi. Rồi tao giới thiệu cho mày. Tao bông hồng còn mày cái bông dạng thọ. Mày biết sao không? Tao phải giả bóng gần chết cho tao mướn á. Nhưng mà nhớ nha, cái điều quan trọng tao dặn mày á là mày không được cho con ghẻ tao biết nha không? Nó dữ quá làm sao tao quen nó được. Nghe chưa? Nhớ nha không? Đã. Số mình số hưởng. Số mình số hưởng. Số. Gì tự nhiên mới đi có ngắt gì mẹ? Đâu có bà. Trời ơi trời, cứng đâu cứng bà. Tôi nói bà nghe nè, nhà này á nha, tôi thiệt bà nha, Mỹ Đen quá trời trời á. Tôi nói bà nghe, tôi phải tập cứng gì á. Mỹ Đen tưởng tôi là trai thiệt, nó không dám vô bậy với bà. Trời ơi, mà tôi nói bà nghe này nha. Gì? Tôi thấy cái tướng bà thiệt cái là quá là bảnh bao à. Bảnh không? Cái mặt đẹp quá à. Đẹp không? Quá là gentleman luôn. Sao BD uổng quá à. Trời ơi, bị vậy chứ ai muốn. Nhưng mà nhiều khi gái dựa vô cũng mê thấy mẹ. Hả? Không có, không có bà không mê đâu. Mê đâu. Ủa? Nhưng bà, mà sao sao tập thể dục về sớm vậy? Tôi nói bà nghe, tôi tính đi tập thể dục. Tự nhiên mấy bữa nay nè, cái vai tôi chắc cái bắp vế nè. Trời, nó cứ nhắc tôi tập không có được gì hết trơn. Vậy mà tôi tập hoài, tôi nói tức ghê vậy. Tập hoài. Khép vô đi bè. Sao vậy? Đuổi gió vô, trút gió tôi mang tiếng. Bắt mới thì mang tiếng bà. Nói nghe nè. Gì? Bà biết sao tập thể dục bị mệt mỏi không? Không. Người ta tập thể dục phải chịu khó exercise. Phải có người massage. Thịt da mới mềm mại, mới khỏe mạnh. Vậy hả? Tôi biết đâu sao bà biết? Trời ơi, hồi đó tôi chuyên môn về massage mà. Vậy đó. Bà biết Nguyễn Hưng không? Rồi sao? 72 tuổi rồi đó. Sao? Mà nhờ tôi massage riết cho còn 27 tuổi á. Mới có sức khỏe như cái tân vậy đó. Không? Trời ơi, mà tôi nói mà nghe nè, bà biết massage phải không? Sao? Trời ơi, hay quá à. Bóp cho tôi mấy cái coi, ngay chỗ dai nè. Trời ơi, tôi nhức dai quá à. Ê, cái này tự bà kêu bóp phải tôi muốn nha. Bóp điên gái lưỡi này nó nhiều quá à. Số mình số hưởng. Chỗ này nè. Bóp nha. Ừ. Ót trắng trời ơi. Trời ơi, đã không? Trời ơi, đã quá. Trời ơi, đã quá bà ơi. Trời ơi, tôi còn đã hơn bà nữa. Hả? Phải, tôi lộn. Trời ơi, tôi hỏi bà đã không? Trời ơi, tôi quên hoài trời ơi. Đang công mà thẳng hoài à, trời ơi. Mệt bà quá à. Trời ơi. Bà giỡn hoài, tôi mệt bà quá à. Rồi sao? Bóp mình tôi biết cái lưng coi, trời bóp mấy cái nữa coi. Trời đất ơi, bóp nữa hả trời? Sao sướng vậy trời? Ê, ê. Vậy? Chổng chổng rủi có bầu đừng thưa nha. Cái gì có bầu? Quên thử lọc. Trời ơi, cảm thấy sức nha. Không phải. Ý tôi muốn nói là chổng có chừng đụng có đầu. Cái gì đó. Thấy bà ăn nói vô duyên quá, mệt bà quá, bóp mấy cái đi. Bóp nữa ha. Đè lên. Thôi mà ơi, cái vậy? Kỳ quá, tự nhiên ngoài này chổng chổng kỳ quá. Chứ sao? Nó nghe massage phải có giường đàng hoàng. Nằm lên tôi massage mới đã. Nghe không? Không mấy bên vô trong đi rồi tôi massage cho. Trời ơi, bà khỉ nào nãy dẫn chịu nó sớm. Đi, lẹ đi. Trời ơi, ai chịu nổi trời. Trời ơi, số hưởng. Trời ơi, hưởng thiệt trời. Mới vô tự nhiên xuống hết trơn cái trậu vậy. Ê, sao cởi quần áo ra hết trơn trậu vậy? Ủa vậy không được hả? Không được. Vậy tôi để cái mặt rồi cho lại nha. Thôi, lỡ rồi, để đi. Trời ơi, sáng sớm xui dễ sợ chưa gì ra hết 104 đồng, trăm phóng điếu, bốn nước mía. Mệt quá. Trời ơi, tôi nói bà nghe này nè, ngồi xuống đây. Cái gì? Nói bà nghe nè. Trời ơi, ủa mới đi đâu về vậy? Mới đi đám ma về. Hèn chi mặt buồn quá trời à. Ủa mà mới đi làm về hả? Mới đi làm về. Mà bà nhờ tôi cái chuyện đó, nghĩa là tôi làm xong hết rồi. Chuyện gì ta đâu có nhờ mà chuyện gì đâu. Trời ơi, cái chuyện bự mà bà không nhớ. Chuyện bự chuyện gì ta có nhờ mà chuyện gì đâu. Trời ơi, cái vụ án bự này nè. Em ta nó nghe được, nó cười chó đó để một mình kín đáo thôi. Thì mình em bà, tôi với bà nghe thôi. Đó, vậy được rồi. Ở dưới kia 1888 người với lại 140 camera nghe luôn. Trời ơi, tôi chết quá à. Thôi đi, nó nhỏ nhỏ làm sao mà chuyện đó mày lo tới đâu rồi. Trời ơi, tôi hỏi hết rồi, ông bác sĩ nào tôi cũng không chịu hết trơn á. Có một ông bác sĩ là tôi chịu thôi. Vậy hả? Mà ông dễ thương lắm bà ơi. Vậy hả? Ông tên gì vậy? Bin Laden. Thôi mày đưa tao tới ổng, ông nhét
bom cho người ta cái tôi chết á. Thì bà nhớ hai tòa nhà sập không? Ờ. Thì giờ tới hai tòa nhà bà. Thôi đi. Giỡn. Nói chơi bà thôi chứ tôi hỏi ổng rồi. Ổng sửa ba ngàn. Bác sĩ thẩm mỹ đó phải không? Ổng sửa 3,600. Mà em giờ ổng quen biết với tôi. Ổng sửa cho bà 600. Trời ơi sao mà rẻ dữ vậy? Sửa sao mà rẻ dữ vậy cưng? Trời ơi sửa một bên còn bên này 5 sao sửa. Vô duyên quá. Ai sửa vậy? Nói chơi với bà thôi. Tôi biết bà than dữ lắm. Thành ra có một cách bà nhớ mấy cái con model trên mấy cái tivi màn ảnh không? Có trời mấy con nó đẹp lắm rồi. Nó đập lên mặt gì nè. Đó trời ơi bây giờ tôi làm cho bà y chang như mấy con đó vậy đó. Bà tốn tiền không? Không có tốn một đồng nào hết trơn. Có 50 cent nè. Cái đó nghe được. Sao tao làm sao? Bà chổng đầu xuống đất nè. Chổng đầu xuống đất? Đưa hai chân trời. Có mặt lắm mày ơi. Rồi cái tôi lấy cái băng keo mà thép mấy cái thùng hàng á bà biết cái không? Băng keo màu xám đó phải không? Cái tôi đi vòng lật bà lại cái nó ập vô trong mặt bà luôn. Vậy không mày? Đã không? Trời được đó. Đã ha? Được á. Ê nhưng mà lúc mà tháo băng keo ra nó có đau không cưng? Đâu có đau. Không có đau gì hết. Băng keo với lại da nó đi theo với nhau. Trời nói chơi bà thôi, nãy giờ chọc bà thôi chứ tôi nói thiệt á, tôi biết cái mặt bà là than dữ lắm. Hà tiện lắm, thành ra tôi mua rồi, tôi đi qua chợ Bô Sa tôi mua rồi. Mua gì? Trời ơi có 19 đồng 99 nè, nó on sale bà ơi. Cái giá nó được á. Đây bà nè. Coi coi cái gì vậy? Nè. Gì đây? Ủa? Đã không? Sao giống xương xa xương sáo vậy mày? Xương xa gì treo lì má ơi. Treo lì hết rồi. Ủa nè có nè. Cái nhưng mà cái này làm sao? Cái này mình sử dụng sao mà chỉ tao coi. Đây là lần đầu tiên tao mới nhà bà hả? Có cái dông nào đi ra đi vô bà ơi. Mày nhà tao thờ cúng đàng hoàng, đừng có dông này dông kia nghe. Quên, tao quên. Trời ơi quên giới thiệu. Giới thiệu với mày đây. Restroom của... gì restroom? Roommate của tao. Còn đây Michael hàng xóm. Trời ơi nó nghe nè. Còn cái vụ này xài sao ha? Ví dụ chẳng hạn như tao mặc mà cái đầm mà nó hở gì nè, hở mấy cái lưng mày nhét cho nào mày chỉ tao đi. Ví dụ chẳng hạn như là gì nè. Trời đất ơi cái gì tùm tướm cái này hả? Để tôi cho bà luôn, tôi khỏi có tính tiền đồng nào với bà. Trời ơi mày tốt quá mày cò dễ thương. Bà gian chỗ khác đi, bà làm ơn bà biến giùm tôi, nhấn nút biến lẹ để tôi làm việc. Ok biến. Ngồi chơi nha, chút vui vẻ nha. Trời đất ơi tùm tướp vậy à. Tôi chết mẹ. Thằng giả gặp thằng thiệt. Anh ở đâu tới ạ? Trời đất ơi, nhà em không qua mướn mà đi mướn cái nhà này chi vậy? Qua em cho ở phi khỏi tốn tiền. Anh ở đâu tới vậy? Mấy tuổi vậy? Trời ơi đẹp trai dễ sợ rồi. Em nói anh nghe nè, tên gì vậy? Tên gì vậy? Sao nói hoài không chịu trả lời trả vốn gì hết vậy? Bộ khi dễ vậy? Tên gì vậy anh? Nói đi tên gì vậy? Tôi tên như Quỳnh má. Trời ơi, chị em đụng với nhau là trái nhà đó bà. Trời đất ơi, chảnh nhà vậy trời. Trời đất ơi, nãy giờ tôi tưởng trai. Trời đất ơi. Nó đi hoài vậy mẹ, đứng lại. Trời ơi, đi vòng hoài như cái bông vũ vậy, chóng mặt quá. Ủa, đi vòng chóng mặt hả? Chứ vậy, sao? Vậy đi ngược lại. Trời đất ơi, con này chắc là khùng rồi. Người ta hả? Người ta đi trên dây điện là đã khùng rồi, con này nó đi trên dây điện thoại chứ không phải đường. Ê, thôi nha. Rồi sao? Nãy giờ thấy nhìn thì có làm tới nha. Làm tới rồi sao? Cả chớ là giọng như mặt. Cái quên vậy. Giọng như mặt đó nha má. Trời đất ơi. Dám giọng không? Cà chớn hả? Là giả tứ bề à. Giả tứ bề. Giả tứ bề là giả làm sao? Vậy nè. Trúc. Trời ơi. Nè con kia. Bà biết cái bông huệ mà sau khi cúng không? Hả? Tôi giả bà từa lưa giống cái bông huệ đó luôn. Hiểu không? Thiệt rồi. Không? Nên. Mệt quá. Nên. Có điện thoại. Mệt hết sức à. Quỷ. Xin có xin à.
Sức quá chua chia chia chia. Chắc gái quốc tế. Sức quá chia. I love you. Bye. Ủa ai hả? Trai. Trai hả? Mà ai vậy? Biết ai không? Ai? Lưu Đức Hòa. Trời ơi, Lưu Đức Hòa hả? Trời ơi, em mê Lưu Đức Hòa lắm á. Trời ơi, không những tôi quen Lưu Đức Hòa mà tôi ở Lưu Đức Hòa đó. Trời ơi, vậy hả? Nhưng mà ở đợ. Trời ơi, hèn gì. Dòm giống Lưu Đức Dây ghê vậy. Cái gì vậy? Trời đất ơi. Ê, bộ hồi xưa ở gần kho đạn sao nổ dữ vậy? Hả? Hả? Mệt quá à. Khùng cũng khùng vừa vừa chừa chỗ cho ta khùng chứ. Trời đất ơi, khùng quá đi à. Biết không? Biết ai đây không? Ai? Quách Phú Thành nè mẹ. Trời, Quách Phú Thành. Mệt quá à. Nói chỉ với con này hồi mắt điên quá à. Giang ra. Trời ơi, bà than ơi, cái này của bà nè. Quên. Đưa hai tay ra. Cái gì vậy? Cái này đúng ra là của mẹ nè mẹ. Cầm bóng ác phụ. Trời ơi, ra đây bà Thang. Trời ơi, bà Thang ơi. Bà ở đâu vậy? Vậy, trời ơi, tôi ra tôi nói nghe nè. Con mẹ Quỳnh này nè, trời ơi, tôi nói hồi nãy hả, mà massage tôi đã dễ sợ luôn vậy đó. Ủa vậy hả? Trời ơi, bà có gần tay tôi nói hả, bà đi tới đâu, tôi nói tôi trơn tru mà nó đã, ơi là đã luôn. Mà sao trơn tru mà mày không mặc quần áo, sao nó trơn tru? Thì bà cử quần áo ở mới massage được. Ủa vậy hả? Dạ là trời cưng nó nghe cưng. Hả? Giờ cưng massage giỏi lắm hả? À. Trời ơi vậy hay vậy, cái chị vô và chị cởi hết đồ chị nằm nơi chị chờ cưng vô massage chị nghe. Nghe cưng. Massage chị tôi đi. Chị cởi, chị cởi à, khoan. Sao vậy? Chị cởi hả? Ờ. À. Chị chờ tôi xíu nha. Sao vậy? Tôi vô lấy cái mền trùng với lại. Trời ơi. Trời ơi, bông nhan thọ một cái đồ. Thôi tôi vô kiếm cái mền chờ chút xíu đi bà. Gì mày? Sao mày nói rõ ràng cái đồ vô mà sao vậy, nó bắt chùm mền làm sao vậy? Vừa nãy tôi cởi ra nó mới massage đó, tại bà đó. Vậy hả? Ồ. Trời ơi, bởi tao nói ba má sinh tinh ngôi sao quá xấu mà thêm bây giờ bóng mà nó còn chê tao mà thấy. Trời ơi, mày ra mày coi giùm tao ai mà sao trời sáng xuân mày xui quá vậy? Ai để đây? Ra đây coi, ra coi. Em đi tìm chồng. Hả? Chị ơi, chứ chị lộn nhà, nhà này là đang bán gái không à? Không, em tìm Lê Như Quýnh đó. Ủa? Bà là má con Giả hả? Chị đẹp quá à. Chị dễ thương ghê vậy. Ờ, cảm ơn chị. Chị sexy quá à. Trời ơi, em nói mỗi ngày em tập mỗi ngày chị. Trời ơi, chị nói chuyện vô duyên quá à. Tôi là vợ của anh Quýnh nè. Tôi đi tìm ảnh, tôi tên Betty. Hả? Chị? Cái này Betty đây hả? Ừ. Hả? Betty mà anh dày biết bé lớn cỡ nào. Chị ơi, chị nói là chị tìm chồng chị ở đây hả? Tin dạ, Quýnh hả? Dạ. Em nghĩ chắc là chị có sự nhầm lẫn gì rồi đó chị ơi. Không, dứt khoát em không có lầm lẫn mà. Anh Tuấn bạn của anh đó, anh đi xe phòng với hai con mẹ nào ở đây cà trớn lắm đó. À, không có. Ở đây cũng có mới có xe phòng của một người tên Quýnh. Nhưng mà tôi nghĩ không phải chồng chị đâu. Mày chỉ biết sao cái Quýnh đó đó, dày nè, đó. Đâu phải dày đâu mà làm chuyện dày được. Quýnh vậy hả? Ờ. Vậy là hai chị bị gạt rồi, không à, dám dạ. Dày đâu. Thằng trai này hả, cho thấy con gái đàn bà cỡ chị hả, nước miếng chảy rồng rồng vậy đó. Trời ơi, già không bỏ giờ không tha mà, dê đạo lộ đó. Tại Betty coi anh Chả như chị em bạn gái đó. À. Betty mới cho anh Chả nằm chung. Chị biết sao Betty thất thân với anh Chả không? Tại cho có hai ngón nghề quá là tuyệt vời đó hai chị ơi. Nghề thứ nhất là massage. Thích mày rồi, trời ơi cái con này vậy hả? Còn nghề thứ hai á là bấm huyệt. Trời ơi, cho bấm mà em mê em phê nó nổi mà cái bụng chành anh lên luôn vậy đó. Hả? Hai người biên ăn. Ngoài cái massage nó có bấm huyệt mày chưa? Chưa, trời ơi mới massage chưa có bấm. Phải không? Chưa có bấm mà. Phải không? Mày quay vòng tôi coi. Đó mà coi đi không có bấm mà. Chưa. Ờ, cái quay hai chị chắc... biết không? Nói cho hai chị nghe nè. Em quen Chả mới có 2 năm mà em đánh ghen 18 lần. Trời ơi gì ghê vậy? Chị biết không? Tới hay mà em bé Ti nè có bầu á, cái Chả trốn mất tiêu luôn à. Có mấy đứa Việt Nam với mấy đứa tiểu bang này tiểu nọ kia qua. Chị biết không?
Nó cũng bị bắn quyệt giống em vậy đó. Ôi mà chị ơi, biết tính tình trả vậy cho đi Việt Nam chi, cho chứ đi chơi làm chi. Trời ơi, bé Ti đâu có biết đâu. Tại chả nói chả về chả bóc mã ông nội chả. Mà nói chị nghe, có cái mã mà một năm bóc 8 lần luôn. Trời ơi, bóc riết bóc mấy con vợ luôn. Bé Ti cho chả đi, bé Ti còn khen chả có hiếu nữa đó. Trời ơi, trời tội nghiệp quá vậy. Tại vì bé Ti quá khổ, hay chị giúp bé Ti đi. Tội nghiệp quá vậy. Vậy là tội nghiệp quá vậy chứ bầu mấy tháng rồi chị? Mới cấn thai em tuần rồi à. Sao bụng bự dữ vậy? Buồn quá, ăn nhiều bụng bự. Thôi rồi, thôi chị đừng có buồn nữa. Tụi này giúp chị ha, vạch mặt ống ra cho chị coi. Dạ, bây giờ chị giúp bé Ti nghe, bé Ti đền ơn lắm. Rồi bây giờ, bây giờ chị núp vô đây ha. Dạ, giúp cho bé Ti. Dạ, núp vô vậy. Dạ, chị giấu này, che này đi nha. Ê, mày làm như mày không biết gì nha, mày để gai chả cho bể mặt cái giọng kìa. Bà ơi, hay bà làm gì kêu vô massage mà không chịu vô, rồi tự nhiên cái lưng ngồi ngoài này vậy? Ngồi nó nghe là cưng. Trời ơi, gì mạnh tay vậy bà? Ngồi chơi chút xíu mà kinh. Thôi mình không hợp với bông vạn thọ đâu. Qua cái bông hồng. Sao bà? Nãy massage đã không? Được. Tôi nói bà nghe nè, tôi nó massage đã lắm. Nhưng mà có một cái quan trọng nha. Có một cái chiêu đặc biệt nữa. Biết chiêu gì không? Chiêu gì? Đó là chiêu bắn quẹt. Hả? Trời ơi trời, tiếng ai nghe quen vậy? Tiếng Du á, tiếng của Du á. Ủa, tiếng Nguyên hả? Tiếng của bà. Bắn quẹt, bắn quẹt. Trời, nó đó. Thôi bây giờ á, rồi sao cái massage bắn quẹt đã lắm, thôi đi vô đi anh. Tôi bắn quẹt cho bà. Đi. Lê Như Hoa. Trời ơi. Ở đâu ra vậy? Thôi, tôi sợ cho anh giả mẹ. Tàn bạo. Nhưng mà anh nói em nghe, tại em dữ quá, ai chịu nổi? Không cho đánh anh Vân, tôi đánh con anh, tôi đánh anh. Tôi bà là ba cứu người. Chuyện gì vậy? Thôi, Michael, tụi tao bị lường gạt. Ai lường gạt? Lường gạt hả? Thằng cha này cha giả bóng anh. Giả bóng? Cái dê tụi tao, mày con trả là chồng bà này nè, cho làm bà này ăn dày nè. Trời ơi, vậy là mấy bà bị lường gạt hết. Trời ơi, tội nghiệp quá trời ơi, vậy là đồ Sở Khanh. Trời, đồ... Mà là trai. Trai đó. À, anh... We'll be right back.